Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 35. Nói đến đây, nam tử dùng một chút, lại nói. Ngươi chính là các chủ của chúng ta à? Nghe thấy ngữ khí của đối phương, thần sắc của Trương Liễu ở bên cạnh lập tức trở nên lạnh lùng, có điều lại không hề động thủ, bởi vì nhóm người này hình như là người của kiếm chủ, không có mệnh lệnh kiếm chủ, hắn tất nhiên không dám động thủ. Dương Diệp cũng nhíu mày, sau đó nhìn mọi người trước mặt, nói. Các ngươi hình như là có ý kiến với ta à? Trương Liễu ở bên cạnh nheo mắt lại, đi theo Dương Diệp đã được một đoạn thời gian, hắn là cũng có chút quen thuộc với tính tình của Dương Diệp. Đừng nhìn Dương Diệp hiện tại ngoài mặt thì bình tĩnh hòa hòa khí khí, nhưng hắn biết, Dương Diệp đã tức giận. Không dám. Nam tử cầm đầu hờ hững nói. Chỉ là có chút tò mò với thực lực của các chủ mà thôi. Trương Thạch bất tài, muốn lĩnh giáo thử thực lực của các chủ. Đối với Tần Tịch Nguyệt, hắn vô cùng bội phục, bởi vì Tần Tịch Nguyệt không chỉ có thực lực, mà còn có thủ đoạn và mưu trí, nhận Tần Tịch Nguyệt làm các chủ, cả tổ ám sát không hề có dị nghị. Nhưng hiện tại đột nhiên bắt họ phải đi nhận một người mà họ chưa bao giờ gặp làm các chủ, đồng thời còn phải nghe mệnh lệnh của đối phương, không chỉ có hắn, hơn 100 người phía sau hắn trong lòng cũng đều khó chịu. Nếu các chủ này là tôn giả cảnh, cho dù là linh giả cảnh đỉnh phong cũng được, nhưng không ngờ chỉ là một linh giả cảnh nhị phẩm, điều này khiến cho bọn họ tâm cao khí ngạo làm sao chịu cam tâm thần phục. Dương Diệp lắc đầu, nói. Lúc ban đầu khi nhìn thấy các ngươi ta còn rất cao hứng. Dù sao thực lực của các ngươi cũng đều rất không tồi, nhưng hiện tại ta lại thất vọng. Quả thật là thất vọng, tuy thực lực của những người này đều không tồi, nhưng rõ ràng Tần Tịch Nguyệt chưa dạy dỗ tốt những người này. Chúng ta cũng có chút thất vọng đối với các chủ. Trương Thạch không chút cố kỵ, lạnh giọng nói. Trong ám sát các, thực lực của hắn rất kinh người, thiên phú cũng chỉ thua Ano kia. Hơn nữa trong ám sát các này, có ít nhất 1/3 là người của hắn, cho nên hắn nghĩ rằng, cho dù là đắc tội với người được gọi là các chủ trước mắt này, Tần Tịch Nguyệt cũng sẽ không trách tội hắn, thậm chí là còn lôi kéo hắn. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Bảo A Nô gì đó tới gặp ta, nếu trong một khắc mà nàng ta không đến thì không cần phải đến nữa. Lần này dẫn đội là A Nô, hắn muốn xem thái độ của A Nô này, nếu A Nô này cũng như người trước mắt này, như vậy, những người này chính là đi tìm chết. Để bồi dưỡng một số người. Hắn lúc trước đã đưa tất cả tích lũy của mình cho Tần Tịch Nguyệt, hiện tại người được bồi dưỡng ra rồi, nhưng lại có không ít sói mắt trắng. Trong lòng hắn đương nhiên là rất khó chịu. Trương Thạch cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị lên tiếng châm chọc thì lúc này, trong khu rừng xa xa đột nhiên có một bóng người lướt tới, tốc độ của bóng người cực nhanh, chưa tới mấy hơi thở đã tới trước mặt Dương Diệp. A Nô bái kiến các chủ. A Nô cung kính thi lễ với Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, nàng ta đương nhiên sẽ không vô tri như đám người Trương Thạch, tuy nàng ta cũng không biết thực lực của Dương Diệp rốt cuộc là như thế nào, nhưng bình thường từ trong đôi câu vài lời của Tần Tịch Nguyệt, nàng ta biết, thực lực của vị các chủ trước mắt này nhất định rất phi phàm. Có điều cảnh giới của hơn vẫn hơi thấp một chút. Ngươi chính là đầu lĩnh lần này. Dương Diệp lạnh lùng nói. Vâng. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhắc lại những lời của Trương Thạch và thái độ của đám người Trương Thạch lúc trước. Thấy Dương Diệp không chút cố kỵ ở trước mặt A Nô nói về đám người bọn mình, Trương Thạch và một số người phía sau hắn đều cười lạnh không thôi, trong lòng càng thêm khinh thường Dương Diệp. Ngươi thấy nên xử trí bọn họ như thế nào? Dương Diệp nhìn kỹ nữ tử trước mắt, nữ tử này dung mạo không đẹp, nhưng lại là linh giả cảnh tam phẩm. Trong những người trước mắt thì thực lực được tính là cao nhất. Mục đích của nàng ta chính là muốn xem thử thái độ của nữ nhân này. Sắc mặt A Nô có chút khó coi. Xoay người hung hăng lườm Trương Thạch đó, lại có chút không biết phải làm sao, Trương Thạch này cảnh giới và thực lực chỉ kém nàng ta một bậc, hơn nữa đối phương chính là sát thủ tán tu được Tần Tịch Nguyệt mời chào, hơn nữa trong ám vệ tộc này lại có rất nhiều người của đối phương. Cho nên nàng ta thật sự không làm gì được Trương Thạch này. Trừ khi có mệnh lệnh của Tần Tịch Nguyệt, hạ lệnh triệt để diệt sát đối phương. Trầm ngâm một thoáng, A Nô nói. Các chủ, đám người Trương Thạch mạo phạm các chủ. Tội nên xử tử, có điều Trương Thạch chỉ là vô tâm mà thôi, hơn nữa lại là vi phạm lần đầu, hơn nữa cường giả trong các rất ít, cho nên mong các chủ có thể cho Trương Thạch lập công chuộc tội, không biết ý các chủ thế nào. Nghe thấy lời nói của A Nô, Trương Thạch ở bên cạnh lập tức cười lạnh một tiếng, hắn biết đối phương không làm gì được hắn. Có điều hắn cũng không lên tiếng khiêu khích Dương Diệp,
dù sao vẫn phải nể mặt Ano này. Cho nên chỉ lạnh lùng nhìn Dương Diệp, khóe miệng nở nụ cười khinh thường. Không thì sao? Dương Diệp lắc đầu, nói. Cho các ngươi một cơ hội, người nguyện ý đi theo ta thì đứng sang bên ta, người không muốn thì có thể đứng yên tại chỗ. Nếu Tần Tịch Nguyệt dạy dỗ những người này không tốt, vậy thì hắn sẽ tự mình làm. Ano biến sắc, đang muốn nói gì đó thì lại bị Dương Diệp đột nhiên lườm một cái, Ano trong lòng giật thót, không biết vì sao, bị Dương. Diệp lườm, trong lòng nàng ta lập tức cảm thấy lạnh toát, giống như chỉ cần nàng ta lên tiếng sẽ gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Ano không dám nói nhiều, do dự một thoáng, sau đó quyết đoán đứng sang bên Dương Diệp. Nhìn thấy Ano đứng ở bên cạnh Dương Diệp, một số người sau khi do dự một phen thì cũng đứng sang cùng. Những người này, trong bọn họ có rất nhiều người sở dĩ đứng ở bên Dương Diệp chỉ là vì Ano. Dù sao Ano ở trong ám sát các cũng có một tốp nhân mã của mình. Không đến một lúc, hơn 150 người thì có gần 100 người đứng ở bên Dương Diệp. Mà 50 người còn lại thì tất cả đều đứng ở phía sau Trương Thạch. Hiển nhiên, bọn họ coi Trương Thạch là chủ, sai đâu đánh đó. Sắc mặt Trương Thạch rất khó coi, vốn hắn cho rằng kẻ được gọi là các chủ này sẽ mượn thang của Ano để xuống đài, nhưng hắn không ngờ, đối phương lại làm như vậy, đây là cố ý nhằm vào hắn. Chỉ là hắn phải sợ à. Nơi này không cần ta thì ta tự có chỗ đi. Trương Thạch lạnh giọng nói. Chỉ là đến lúc đó muốn Trương Thạch ta quay lại thì không dễ đâu, đừng trách ta không nói trước. Nói xong liền chuẩn bị dẫn hơn 50 người phía sau bỏ đi. Nhưng mà lúc này, Trương Liễu lại chắn ở trước mặt bọn họ một cách quỷ dị. Trương Thạch cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Sao, các chủ chẳng lẽ còn muốn giữ chúng ta lại à? Đao kiếm không có mắt, chẳng may các chủ có mệnh hệ gì thì đừng trách Trương Thạch ta không nhắc nhở. Người đang uy hiếp ta ư? Dương Diệp có chút buồn cười, trở về nhất định phải trừng phạt cô nàng đó, không ngờ ngay cả loại hoa lạ này mà cũng nhận vào, đầu nàng ta chẳng lẽ hỏng rồi à? Uy hiếp? Trương Thạch hừ lạnh một tiếng, nói. Không dám, chỉ nhắc nhở các hạ đừng tự ngộ nhận. Dù sao cũng đã xé rách ra mặt rồi, vậy thì dứt khoát xé một cách triệt để đi. Hắn không tin tên được gọi là các chủ này dám động thủ với hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua hơn 50 người phía sau Trương Thạch, nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc, các ngươi không biết quý trọng, động thủ giết hết. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, Trương Thạch biến sắc, hắn không ngờ đối phương lại dám động thủ. Phải biết rằng sát thủ linh giả cảnh, bên hắn có tới hơn 10 người, mà đám người bên Ano sắc mặt cũng biến đổi, bọn họ không ngờ, vị các chủ trước mắt này lại thật sự định chu sát toàn bộ đám người Trương Thạch. Người của hai bên đều ngây ra, đám người Ano không biết là cố ý hay là thật sự ngây ngốc. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Dương Diệp thì không lựa chọn động thủ. Mà Tương Thạch đó sau khi phục hồi lại tinh thần thì vẻ dữ tợn lập tức xuất hiện trên mặt. Lập tức thân hình khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, một thanh chủy thủ mang theo một luồng xanh sáng lạnh đâm tới Dương Diệp. Dương Diệp bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Tốc độ của Trương Thạch rất nhanh. Hơn nữa tại chiếm tiên cơ, cho nên đám người bên Ano sau khi phục hồi lại tinh thần thì Trương Thạch đã tới trước người Dương Diệp rồi, khiến họ có lòng cản tại thì cũng không kịp. Nhìn Dương Diệp đứng bất động tại chỗ, khóe miệng Trương Thạch lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, các chủ chó má gì chứ, lúc này chắc bị tốc độ của mình khiến cho sợ tới đỡ đẫn rồi. Người như vậy mà cũng đòi làm các chủ, không biết Tần Tịch Nguyệt đó bị làm sao nữa. Khi chủy thủ của Trương Thạch sắp chạm đến ngực Dương Diệp, một luồng ánh sáng tím chợt lóe lên trong sân, nụ cười ở khóe miệng Trương Thạch cứng lại, thanh chủy thủ đó khựng lại trong không trung, mà hai mắt hắn thì trợn trừng lên, bên trong không còn vẻ đắc ý nữa, có chăng chỉ là không thể tin nổi và khiếp sợ. Bởi vì một thanh kiếm không biết từ lúc nào đã cắm vào ngực hắn, mà tay cầm chuôi kiếm chính là của Dương Diệp. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên xuất hiện 30 người áo đen, vô số đạo hàn quang hiện lên. Hơn 50 người sau lưng Trương Thạch không đến thời gian hai hơi thở đã toàn bộ ngã xuống, máu tươi rải đầy đất. Đám người Ano hoàn toàn ngây dại, đứng yên tại chỗ như hóa đá. Trương Thạch há miệng thở dốc, giống như còn muốn nói gì đó, nhưng Dương Diệp lại không cho hắn cơ hội, trường kiếm gấy một cái, cả người Trương Thạch trực tiếp nổ tung. Tay phải Dương Diệp vung lên, một cỗ kình phong thổi qua, chấn tan đống máu thịt này. Sau khi làm xong tất cả những điều này,
Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người Ano, nói. Lúc trước vì sao không động thủ? Tuông mắt, sát khí đã lộ lộ, giống như chỉ cần câu trả lời của đám người Ano khiến hắn không hài lòng sẽ ra tay lần nữa. Theo sự chất vấn của Dương Diệp, ánh mắt của đám người Trương Liễu cũng nhìn về phía đám người Ano, lập tức khóa chặt khí tức của đám người Ano, chỉ cần đám người Ano hơi có dị biến, nghênh đón bọn họ chính là sự tấn công có tính hủy diệt. Đám người Ano phục hồi lại tinh thần, trong lòng vô cùng kinh hãi, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Dương Diệp, mồ hôi lạnh trên trái dần dần ứa ra, một số người thực lực yếu kém thì cả người đã run rẩy. Thực lực lúc trước đám người Dương Diệp thể hiện ra thật sự quá mức khủng bố, hơn 10 huyền giả chưa tới mấy hơi thở đã bị tàn sát sạch sẽ, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Đó Dương Diệp, cũng chính là các chủ, không ngờ trong nháy mắt đã giết một cường giả linh giả cảnh nhị phẩm. Trời ạ! Vị các chủ này là cường giả tôn giả cảnh sao? Có điều lúc này không phải là lúc để bọn họ khiếp sợ, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng của Dương Diệp, mọi người biết, đám người bên mình lúc trước đã triệt để chọc giận vị các chủ này rồi. Với sự quyết đoán và tàn nhẫn mà các chủ lúc trước vừa thể hiện, đám người bọn họ không khéo cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nghĩ vậy, đám người Ano lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám do dự nữa, tất cả mọi người đều lập tức quỳ xuống. Đồng Thanh nói. Chúng ta biết sai, mong các chủ tha thứ, cho chúng ta lập công chuộc. Tội. Hay là giết luôn đi. Lúc này, An Nam Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên đi tới cạnh Dương Diệp, nói. Cần thực lực không có thực lực, cần trung thành không có trung thành. Người như vậy, giữ lại ngoài làm lãng phí tiền của người thì có ích lợi gì đâu. Chẳng thà giết hết, toàn lực bồi dưỡng nhóm người dưới tay ngươi còn tốt hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người Ano khóe miệng giật giật, nếu không phải cố kỵ Dương Diệp, lúc này đã muốn giết An Nam Tĩnh rồi. Ano lén nhìn Dương Diệp một cái, thấy chân mày Dương Diệp cau lại, giống như đã hơi động lòng, lập tức thầm nghĩ hỏng bét rồi, vội vàng nói. Các chủ, chúng ta khác với Trương Thạch, hắn là được chủ nhân mời chào vào ám sát các, mà chúng ta đều là được chủ nhân bồi dưỡng. Về phương diện trung thành thì các chủ hoàn toàn không cần phải lăng, chúng ta thề sống chết nguyện trung thành với các chủ, mong các chủ cho chúng ta một cơ hội lập công chuộc tội. Nhìn đám người Ano, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không lựa chọn diệt sát toàn bộ những người này. Bất kể là như thế nào, những người này đều là được Tần Tịch Nguyệt tự mình bồi dưỡng, giết những người này thì không khỏi khiến Tần Tịch Nguyệt đau lòng. Và lại, lúc này hắn cũng rất cần nhân thủ, những người này vẫn có nhiều tác dụng đối với hắn. Đứng lên đi. Dương Diệp lạnh lùng nói. Đám người Ano lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bất kể là thế nào, tính mạng này rốt cuộc chúng đã giữ được. Ano nhìn trộm đám người Trương Liễu, thầm nghĩ trong lòng, đây là thế lực thần bí bên cạnh các chủ à, không ngờ cường hãn như DVA, chỉ là những sát thủ này sao trông hơi giống thành viên của tổ chức ngũ sát. Khi Ano đang nghi hoặc trong lòng thì một bộ khôi giáp màu đen đột nhiên xuất hiện trước người nàng ta. Ano sững sờ, chỉ nghe thấy Dương Diệp nói. Bộ khôi giáp này tên là bộ đồ U Linh, tổng cộng có 8 kiện, mỗi một kiện đều là thiên cấp hạ phẩm, công hiệu và tác dụng thì ta không nói nhiều, tự người thể hội. Dương Diệp vẫn có chút hài lòng với biểu hiện của người trước mắt này, hơn nữa thực lực của đối phương cũng không kém. Và lại đối phương không ngờ gọi Tần Tịch Nguyệt là chủ nhân, chắc hẳn người này là tâm phúc của Tần Tịch Nguyệt. Một khi đã như vậy hắn tất nhiên sẽ không keo kiệt. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, mọi người đứng phía sau Ano khi nhìn về phía Ano trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Thiên cấp hạ phẩm, hơn nữa còn là 8 kiện, đồng thời còn là một bộ. Mọi người hâm mộ, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ. Bởi vì các chủ này không ngờ hào phóng tới vậy, thuận tay cái là lấy ra một bộ đồ thiên cấp tặng cho người khác. Nghĩ vậy, trong lòng mọi người lại bắt đầu hối hận vì lúc trước biểu hiện không tốt, bằng không hiện tại đâu đến nỗi chỉ được đứng nhìn. Ano sau khi phục hồi lại tinh thần thì vội vàng nhận lấy bộ đồ U Linh đó, sau đó quỳ một gối nói với Dương Diệp. Đa tạ các chủ đã ban thưởng. Dương Diệp xua tay, nói. Đứng lên nói chuyện đi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ano vội vàng đứng lên, thần sắc so với lúc trước thì cung kính hơn nhiều. Tất cả mọi người của ám sát các đều ở đây à? Dương Diệp hỏi. Không ạ. Ano nói. Ám sát các tổng cộng có 207 người,
trong đó có hơn 50 huyền giả là chủ nhân mời chào từ bên ngoài, những người còn lại thì đều là người nhà chúng ta. Lúc trước các chủ đã trảm sát 54 người, nói cách khác thì huyền giả được mời chào từ bên ngoài cơ hồ đã bị tru diệt toàn bộ, nhưng người còn lại hiện tại đều hòa được chủ nhân tự mình chọn lựa và bồi dưỡng. Vẫn còn hơn 50 người chưa tới à? Dương Diệp lại hỏi. Bọn họ là tổ tình báo, chuyên môn thu thập các loại tình báo, không giỏi ám sát. A Nô nói. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, nói. Một người trở về Nam Vực, bảo những người này lập tức thu thập tất cả tư liệu về Bách Hoa Cung, bao gồm bọn họ có bao nhiêu cường giả, cùng với địa hình của Bách Hoa Cung. Tóm lại, thu thập tất cả tư liệu về Bách Hoa Cung cho ta, sau đó thì cầm tới cho ta. Còn nữa, bảo Tịch Nguyệt điều tra một chút xem ý đồ chân chính của Đại Tần và Nguyên Môn, Bách Hoa Cung là gì. Lần này biến ở Nam Vực bộ ra mấy phần quỷ dị, hắn phải điều tra rõ chuyện này, bằng không cứ tùy tiện lao về Nam Vực, cái chờ đợi hắn chỉ sợ chính là sự đả kích có là có tính chất hủy diệt. Tuy mục tiêu của hắn chỉ là Bách Hoa Cung, nhưng hắn biết, chuyện còn lâu mới đơn giản như vậy, bởi vì nếu động tới Bách Hoa Cung, Nguyên Môn và Quỷ Tông sao chịu khoanh tay đứng nhìn. Nói cách khác, lần này hắn có thể không chỉ phải đối mặt với Bách Hoa Cung mà còn cả Nguyên Môn cùng với Quỷ Tông. Cho nên hắn phải chuẩn bị thật vẹn toàn. Vâng. A Nô lên tiếng, lập tức phái một sát thủ linh giả cảnh chạy về Nam Vực. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên trở nên một trận, khi mọi người ở đây đều biến sắc thì một nam tử trung niên dáng người khôi ngô xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nam tử trung niên quan sát Dương Diệp một thoáng rồi sau đó khẽ gật đầu, nói. Linh giả cảnh nhị phẩm, kiếm ý thất trọng, nhục thân không kém huyền thú linh cấp, ồ. Còn có mấy món đồ thần bí, không tồi, xem ra đám người các ngươi lần này ở chiến trường cổ có thu hoạch rất khá. Người tới không phải ai khác, chính là Thú Hoàng. Hoàng cung đế quốc huyền thú. Bên trong đại điện Hoàng cung chỉ có hai người, một người là Dương Diệp, người còn lại chính là Thú Hoàng. Muốn cứu mẫu thân người thì người phải đối kháng với Bách Hoa Cung. Phải biết rằng, Bách Hoa Cung lúc này tuyệt không có khả năng sẽ thỏa hiệp với người. Tuy người có thiên phú dị bẩm, thiên phú kiêm đạo siêu tuyệt, nhưng đối với bọn họ mà nói chung quy vẫn chỉ là một linh giả cảnh, là tồn tại có thể diệt trong nháy mắt. Nói cách khác, muốn cứu mẫu thân ngươi, ngươi chỉ có dùng biện pháp mạnh để cứu. Thú Hoàng chậm rãi nói. Dương Diệp trầm mặc một lúc, sau đó thở khẽ ra một hơi, trong mắt lóe lên hàn quang, nói. Vậy thì dùng biện pháp mạnh để cứu đi. Nếu có thể cứu mẫu thân ra, hắn nguyện ý thỏa hiệp với Bách Hoa Cung. Nhưng đáng tiếc hắn lúc này vẫn chưa có tư cách được người ta để trong mắt, cái gọi là thỏa hiệp chỉ tổ tự rước lấy nhục. Nếu đã vậy thì triệt để tiêu diệt Bách Hoa Cung này đi. Thú Hoàng lắc đầu cười, nói. Tên tiểu tử ngươi, nói nghe dễ nhỉ, tuy bổn Hoàng đáp ứng sẽ giúp ngươi một tay, nhưng đó chỉ là bổn Hoàng, chứ không phải toàn bộ đế quốc huyền thú. Phải biết rằng, tuy bổn Hoàng là người đứng đầu đế quốc huyền thú, nhưng rất nhiều chuyện chung quy bổn Hoàng vẫn không thể quyết định một mình, đặc biệt là đối phó với thế lực Nam Vực, hơi sơ ý chút thôi sẽ khiến giữa nhân loại và huyền thú bùng nổ chiến tranh. Dương Diệp cười cười, nói. Ta biết nỗi băn khoăn của Thú Hoàng, có điều ta nếu đưa ra điều kiện khiến đế quốc huyền thú động lòng thì sao? Chỉ cần có đủ lợi ích thì ta tin trong quý quốc hẳn là sẽ không có ai phản đối đâu. Ồ! Trong mắt Thú Hoàng hiện lên vẻ hứng thú, nói. Xin được nghe rõ hơn. Ta có thể thay đổi sự hạn chế về tư chất và huyết mạch của huyền thú. Dương Diệp nhìn thẳng vào Thú Hoàng, trầm giọng nói. Đây là con bài chưa lật thật sự của hắn, nên nói là đế quốc huyền thú mới là con bài chưa lật thật sự của hắn. Muốn thuyết phục đế quốc huyền thú xuất thủ, nhất định phải có thứ khiến cả đế quốc huyền thú không thể cự tuyệt. Vừa hay là hắn có thứ này. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Dương Diệp, nụ cười trên mặt Thú Hoàng trong nháy mắt cứng đờ. Thú Hoàng hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt, nhìn chằm chằm Dương Diệp một lúc rồi nói. Lời này là thật chứ? Nếu là người khác nói với hắn có thể thay đổi hạn chế về tư chất và huyết mạch, hắn sẽ một chưởng đập chết đối phương ngay tại chỗ. Vì sao? Bởi vì đây quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Tư chất có thể thay đổi, đây không phải là điều không thể, chỉ cần có một số thiên địa thần vật, hoặc là hắn chịu trả giá một cái giá đắt, muốn thay đổi tư chất của một người, khiến tư chất bình thường của người này biến thành tốt hơn một chút, đây vẫn là điều có thể. Nhưng hạn chế về huyết mạch thì căn bản là không thể.
huyết mạch là sinh ra đã có, căn bản là bất kỳ nhân lực hay thần vật gì đều không thể thay đổi. Trừ khi là thực lực của bản thân đột phá tới thánh giả cảnh, dùng lực lượng của thiên địa thay đổi cốt tủy huyết mạch của bản thân. Bằng không, nếu muốn dựa vào nhân lực và ngoại lực để thay đổi huyết mạch thì tuyệt không có khả năng. Huyết mạch đối với một huyền thú là rất quan trọng, bởi vì huyết mạch yếu hay mạnh sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thành tựu tương lai của huyền thú này. Giống như là một số huyền thú, cả đời cuối cũng chỉ là vương cấp linh cấp, đây là hạn chế về huyết mạch, mà có huyền thú, sau khi sinh ra đã trực tiếp là vương cấp linh cấp, đây là tầm quan trọng của huyết mạch, đặc biệt là đối với huyền thú. Mà hiện tại, Dương Diệp lại nói hắn có thể khiến huyền thú không phải chịu sự hạn chế của huyết mạch, nếu là người khác nói ra những lời này, thú hoàng thật sự sẽ một chưởng đập chết đối phương. Nhưng do Dương Diệp nói ra, hắn không thể đập chết Dương Diệp, chỉ là vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Đương nhiên, còn có kích động và hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy, nếu trên đời này thật sự có ai có thể khiến huyền thú không phải chịu sự hạn chế của huyết mạch, trừ cường giả thánh giả trong truyền thuyết ra thì cũng chỉ có Dương Diệp. Bởi vì, hắn cảm giác được kiện chí bảo trong truyền thuyết đó đang ở trên người Dương Diệp. Thú hoàng cảm thấy ta giống nói đùa lắm à? Dương Diệp nói, nhìn thấy vẻ mặt tê xê của thú hoàng. Dương Diệp biết, có cơ hội thu phục được con quái vật lớn đế quốc huyền thú này rồi. Chỉ cần có đế quốc huyền thú giúp đỡ, đối kháng với Bách Hoa Cung hắn sẽ có nắm chắc thêm mấy phần. Thú hoàng trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Việc này quan hệ trọng đại, ta phải tận mắt nhìn thấy, bằng không ta không dám đáp ứng. Không chỉ ta, lão bất tử trong tộc ta cũng sẽ không đáp ứng. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Vậy phiền thú hoàng đưa Tiểu Hôi và Tiểu Ngân ra, chúng đang ở Thập Vạn Đại Sơn. Một khắc sau, bên trong đại điện đột nhiên có thêm hơn 10 lão già, đương nhiên, còn có Tiểu Hôi và Tiểu Ngân hình thể đã to hơn một vòng. Khi nhìn thấy Tiểu Hôi và Tiểu Ngân, Dương Diệp lập tức gật đầu hài lòng, bởi vì hai tên này không ngờ đã đạt tới linh cấp. Hai huyền thú khi nhìn thấy Dương Diệp thì lập tức thu nhỏ người lại, sau đó chạy tới bên cạnh Dương Diệp, dùng đầu không ngừng cọ vào người Dương Diệp. Hiển nhiên, chúng cũng rất nhớ Dương Diệp. Bên trong đại điện, thú hoàng và hơn 10 lão giả ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Hôi và Tiểu Ngân, giống như muốn nuốt chửng hai con sói này vậy. Một lúc sau, một lão già thở hắt ra, nói. Không ngờ thật sự trở thành linh cấp, hai tên này chỉ là loại sói huyết mạch thấp kém. Cho dù muốn thành linh cấp thì ít nhất cũng cần hơn 100 năm thời gian, hơn nữa còn là dưới tình huống gặp được cơ duyên lớn mới có thể. Mà hiện tại, giờ mới qua được bao lâu? Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, huyết mạch trong cơ thể hai tên này dường như đã biến dị. Không, không chỉ là máu, ngay cả cốt tủy kinh mạch cũng biến dị. Tóm lại, thành tựu tương lai của hai tên này là không thể hạn lượng. Một lão già khác cũng nói. Đúng vậy. Tư chất và huyết mạch của hai tiểu gia hỏa này căn bản không thấp hơn đám sói con của Khiếu Thiên Ma Lang nhất tộc. Không ngờ thiên hạ này lại có phương pháp thay đổi tư chất và huyết mạch. Nói đến đây, lão già này và hơn 10 lão già bên cạnh đều nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hơn 10 lão già quang mang đại thịnh, giống như một sắc quỷ nhìn thấy mỹ nữ vậy, khiến cho Dương Diệp rùng mình. Tiểu tử, ngươi một lần có thể thay đổi sự hạn chế của tư chất và huyết mạch cho bao nhiêu huyền thú? Một trưởng lão đế quốc huyền thú hỏi, Dương Diệp trầm ngâm một thoáng rồi nói. Một tháng nhiều nhất là 10 huyền thú. Kỳ thật, hắn có thể làm một cách không hạn chế, chỉ cần để đối phương tiến vào không gian của tiểu tuyền qua là được. Nhưng hắn không ngốc, dù sao cũng phải trừ lại con bài chưa lật chứ. Một tháng 10 huyền thú. Lão già này nhíu mày, hiển nhiên là có chút không hài lòng về điều này. Thế đã là nhiều rồi. Một huyền thú trưởng lão khác nói. Một năm chính là 120 huyền thú, 120 thiên tài, 10 năm thì chính là 1200. Cứ như vậy mà tính, không ngoài 100 năm, đế quốc huyền thú ta có thể xuất hiện một số lớn cường giả siêu cấp. Đến lúc đó tiến vào yêu vực chẳng phải là việc rất dễ dàng sao? Nghe trưởng lão này nói vậy, những người còn lại đều gật đầu đồng ý. 100 năm thời gian, đối với bọn họ mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh. Chỉ là điều kiện của Dương Diệp này, thật sự là có chút khiến cho người ta khó xử. Thú Hoàng đột nhiên nói. Nói thật, người đã đả động được chúng ta rồi. Nhưng, xuất thủ giúp người đối phó Bách Hoa Cung, việc này thật sự không phải là việc nhỏ. Nếu làm không tốt, đế quốc huyền thú ta chỉ sợ sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Người hãy nghĩ cho chúng ta.
Đừng nhìn hiện tại nhân loại các đại tông môn lục đục với nhau, đồng thời quan hệ không tốt với đế quốc Đại Tần, nhưng chỉ cần đế quốc huyền thú dám tiến vào thế giới nhân loại, những thế lực này và đế quốc Đại Tần khẳng định sẽ lập tức trở nên đoàn kết, cùng nhau đối phó bọn họ. Thực lực của đế quốc huyền thú quả thật rất mạnh, nhưng vẫn không thể đối kháng với toàn bộ nhân loại. Dương Diệp cười cười, nói. Kỳ thật tiền bối căn bản không cần lo lắng, bởi vì cái ta cần chỉ là lực lượng cao tầng của đế quốc huyền thú, cũng chính là cường giả từ linh cấp và tôn cấp trở lên. Và lại, chúng ta chỉ nhằm vào Bách Hoa Cung chứ không phải nhằm vào đế quốc Đại Tần. Ta tin rằng đế quốc Đại Tần không chỉ không phản đối mà còn vui vẻ khi nhìn thấy. Thú Hoàng nghĩ nghĩ, sau đó cười nói. Quả vậy, Thủy Hoàng đó dã tâm bừng bừng, sớm đã có lòng muốn diệt trừ các tông môn. Lần này tông môn Nam vực đại chiến, nếu đế quốc huyền thú ta nhúng một tay vào, Bách Hoa Cung và Kiếm Tông cho dù không bị diệt thì cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thương, điều này đối với đế quốc Đại Tần mà nói không nghi ngờ gì nữa là một chuyện tốt. Tiền bối đáp ứng ư. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, tim cũng đập thình thịch. Thú Hoàng cười cười, nói. Đế quốc huyền thú ta đưa ra 30 huyền thú tôn cấp, 100 huyền thú linh cấp, cộng với ta nữa, ngươi đã hài lòng chưa? Nghe vậy, Dương Diệp triệt để cởi bỏ được tảng đá trong lòng, nói. Đương nhiên là hài lòng. Thú Hoàng gật đầu, mắt nhìn về phía hơn 10 lão già ở bên cạnh, nói. Không biết mấy vị trưởng lão có ý kiến gì không? Một lão già trong đó cau mày, trầm ngâm một thoáng rồi nói. Việc này quan hệ trọng đại, vẫn phải ngẫm nghĩ cho thỏa đáng. Dù sao nếu làm không tốt thì đế quốc huyền thú ta sẽ nguyên khí đại thương. Mạc trưởng lão nói sai rồi. Một lão già tóc trắng ở bên cạnh lão ta, nói. Phải trả giá thì mới được hồi báo. Nếu có thể khiến trong 100 năm tương lai đế quốc huyền thú ta có thêm một đám cường giả siêu cấp, cho dù cái giá phải trả hơi lớn một chút, thậm chí cho dù là đế quốc huyền thú nguyên khí đại thương thì có sao. Nói đến đây, lão già tóc trắng này nhìn về phía Thú Hoàng, nói. Ta tán thành quyết định của Thú Hoàng. Nghe lão nhân này nói vậy, mắt Dương Diệp lập tức sáng ngời, rất có hảo cảm với lão già này, lập tức đi tới trước mặt lão già tóc trắng, thi lễ rồi nói với lão. Cảm tạ tiền bối, à, không biết trong tộc tiền bối có đệ tử thiên phú không tồi không? Lão già tóc trắng này hơi ngây ra, lập tức minh bạch ý tứ của Dương Diệp, chân mày hiện ra vẻ mừng rỡ, nói. Có, đương nhiên là có, ha ha, tiểu tử ngươi rất thú vị. Mọi người ở bên cạnh thấy thế, phục hồi lại tinh thần rất nhanh. Ta cũng tán thành quyết định của Thú Hoàng. Ta cũng tán thành, cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu, không thể đắc tội với tên tiểu tử nhân loại trước mắt này. Bởi vì hắn nhưng có thể thay đổi hạn chế huyết mạch của con cháu trong tộc mình. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người có mặt đều phát ra tín hiệu hữu hảo với Dương Diệp, ngay cả Mạc trưởng lão lúc trước phản đối mặt cũng tươi cười, cảm giác như chúng ta là bạn tốt của Dương Diệp. Thấy một màn này, nụ cười trên mặt Thú Hoàng càng thêm rực rỡ. Quan hệ giữa đế quốc huyền thú và Dương Diệp càng thân mật thì hắn càng cao hứng. Cho dù trên người Dương Diệp không kiện chí bảo đó, nhưng với thiên phú và tiềm lực của Dương Diệp, tương lai nhất định sẽ chính là một vị cường giả siêu cấp, có một bằng hữu nhân loại là cường giả siêu cấp cũng là may mắn của đế quốc huyền thú. Và lại, Dương Diệp có quan hệ vô cùng thân mật với con trồn không gian thần bí đó, ngày sau đế quốc huyền thú vào trung vực, chỉ sợ vẫn phải nhờ vào con trồn không gian này. Tóm lại, quan hệ tốt với Dương Diệp là điều đúng đắn. Đáng tiếc cho những nhân loại đó. Không ngờ lại coi người vừa may mắn tại vừa có thiên phú chắc tuyệt này là tử địch, đặc biệt là Kiếm Tông kia, không ngờ còn vứt bỏ Dương Diệp, đúng là nực cười. Có điều thế cũng tốt, tổn thất của là nhân loại lại là may mắn của đế quốc huyền thú. Sau khi có được sự trợ giúp của đế quốc huyền thú, Dương Diệp không lập tức giết về Nam Vực, mà bắt đầu dốc lòng tu luyện các loại huyền kỹ. Sở dĩ không lập tức giết về Nam Vực. Là vì hành động của 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần ở Nam Vực lúc này thật sự là quá quỷ dị, theo hắn suy đoán, chắc không bao lâu nữa giữa hai bên nhất định sẽ bùng nổ chiến tranh lớn. Dương Diệp định nhân lúc các tông môn như Nguyên Môn và Bách Hoa Cung đại chiến với đế quốc Đại Tần, hắn thừa loạn mà về. Nếu có thể, tốt nhất là một phát diệt luôn Bách Hoa Cung, cho dù không diệt được thì cũng phải khiến Bách Hoa Cung nguyên khí đại thương. Lúc này, hắn đã hoàn toàn có năng lực đối kháng với Bách Hoa Cung, cái còn thiếu chính là một cơ hội. Trong phòng tu luyện của Thú Hoàng an bài,
Dương Diệp đang ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, Long Cốt Kiếm trôi bồng bềnh, trừ Long Cốt Kiếm còn có U Minh Quỷ Hỏa, Thanh Vân Tử Điện, Cửu U Hàn Phong. Uy lực của ba thiên địa linh vật là không thể nghi ngờ. Nhưng, Dương Diệp lại không thể phát huy uy lực của chúng tới mức cao nhất, đây. Cũng là chuyện khiến Dương Diệp luôn buồn bực, muốn phát huy được uy lực của những thiên địa linh vật, phải giống như lời của Kiếm Linh, hiểu rõ ba thiên địa linh vật này, tốt nhất là tương liên với tâm thần của ba thiên địa linh vật. Tuy lúc này hắn chưa thể tương liên tâm thần một cách lớn nhất với ba thiên địa linh vật này, nhưng cũng không còn kém nhiều. Dù sao ba thiên địa linh vật là ngày đêm được nuôi dưỡng trong tiểu tuyền qua của hắn, giữa hắn cùng với và ba thiên địa linh vật ít nhiều cũng đã có một chút tâm thần tương thông. Giống như lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được U Minh Quỷ Hỏa đang rất khó chịu với Thanh Vân Tử Điện, nếu không phải bị hắn chân áp, nó chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh nhau với Thanh Vân Tử Điện. Đây cũng là chỗ khiến Dương Diệp bực bội nhất, bởi vì U Minh Quỷ Hỏa và Cửu U Hàn Phong có thể tổ hợp với nhau, nhưng lại không có cách nào tổ hợp với Thanh Vân Tử Điện. Chỉ cần Thanh Vân Tử Điện gia nhập, U Minh Quỷ Hỏa sẽ lập tức phản kháng, điều này khiến cho Dương Diệp rất bất lực. Bằng không, ba thiên địa linh vật hợp thể, uy lực sẽ lớn cỡ nào? Chỉ sợ cho dù là không dùng kiếm vực, cũng có thể chảm sát tôn giả cảnh. Dung hợp ba thiên địa linh vật là rất khó khăn, nhưng Dương Diệp không lựa chọn bỏ cuộc, lần này điều hắn muốn làm chính là dung hợp ba thiên địa linh vật, sáng tạo ra một môn huyền kỹ mới. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra, lập tức thi triển kiếm vực. Chỉ có ở trong kiếm vực, hắn mới dám đùa bỡn ba thiên địa linh vật này mà không phải kiêng nể gì. Nếu là ở bên ngoài, ba thiên địa linh vật này mà phát cuồng thì chỉ sợ ngay cả hắn cũng sẽ phải chết. Hắn vẫn nhớ như in lần trước cho kèm U Minh Quỷ Hỏa vào kiếm trận, khiến cho hắn trọng thương. Ở trong kiếm vực, hắn chính là chúa trời, cho dù là ba thiên địa linh vật triệt để dẫn nổ thì cũng không thể mảy may làm tổn thương đến hắn. Dưới sự khống chế của Dương Diệp, ba thiên địa linh vật bắt đầu dựa vào nhau. Nhưng mà U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện vừa tiếp xúc thì ầm một tiếng triệt để nổ tung. Bên trong kiếm vực lập tức là một mảng điện lưu và biển lửa, mà Cửu U Hàn Phong giống như cũng bị kích thích, lắc mình biến hóa, vô số lốc xoáy nhỏ xuất hiện bên trong kiếm vực. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, cũng may đã thi triển ra kiếm vực. Bằng không lần này cho dù hắn có nhân hoàng giáp và nhục thân cường hãn chỉ sợ cũng vẫn phải chịu khổ. Ba linh vật bài xích với nhau, đây là điều hắn đã biết từ trước, cho nên cũng không nản lòng, chậm rãi phân giải ba linh vật, sau đó bắt đầu chậm rãi dung hợp chúng. Hoàng cung đế quốc Đại Tần. Lúc này trong đại điện, 23 người trung niên đang đứng, mà đứng bên trên đại điện chính là Là Thủy Hoàng. 23 người trung niên đều là tôn giả cảnh. 9 người trong đó là 9 đại vương hầu tiếng tăm lừng lẫy đế quốc Đại Tần, 9 đại vương hầu chấp trưởng Chin Châu, dưới tay nắm vạn binh lính. Ngoài ra, bọn họ ai nấy đều là tôn giả cảnh, kém nhất cũng là tôn giả cảnh ngũ phẩm, mà mạnh nhất là tôn giả cảnh đỉnh phong. Mà 14 người còn lại cũng đều là nhân vật nắm thực quyền của đế quốc Đại Tần, ví dụ như Lý Tư, Bạch Khởi. Tuy những người này không chỉ huy trăm vạn hùng binh như vương hầu Cửu Châu, nhưng bọn họ nắm giữ bộ đội tinh nhuệ nhất của đế quốc Đại Tần, ví dụ như huyết sát doanh do Bạch Khởi nắm giữ, tuy nhân số trong đó chỉ mấy vạn, nhưng thực lực thấp nhất cũng là vương giả cảnh, linh giả cảnh thì nhiều không đếm xuể. Tóm lại, đứng bên trong đại điện tất cả đều là người có thế lực nhất của đế quốc Đại Tần. Lý Tư, đám nguyên môn Diệt Kiếm Tông, người thấy thế nào? Ánh mắt Thủy Hoàng dừng ở trên người Lý Tư, hờ hững nói. Lý Tư trầm ngâm một lát. Sau đó nói, thần cảm thấy việc này có âm mưu, đám người nguyên môn không ngốc, dưới tình huống đế quốc Đại Tần ta triệu hồi nhiều tinh nhuệ như vậy, bọn họ vẫn dám xuất thủ với kiếm tông. Chắc hẳn là họ không sợ, thậm chí, vi thần cảm thấy, bọn họ có thể là cố ý dụ Đại Tần ta xuất thủ, chỉ là vi thần không hiểu, bọn họ vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ nói, lần này bọn họ cũng muốn làm tan rã Đại Tần ta. Dựa vào bọn họ á. Ở bên cạnh. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, nói. Đại Tần ta nắm ngàn vạn binh lính, trong đó cường binh từ vương giả cảnh trở lên không dưới trăm vạn, cường giả linh giả cảnh cũng hơn mấy vạn, mà tôn giả cảnh cũng có tới hơn trăm vị, lại có Ngô Hoàng trấn thủ, cho dù 6 đại tông môn hợp lực, chúng ta cũng việc gì phải sợ. Diệt sạch như thường. Lý Tư lắc đầu, nói. Không thể khinh thường những tông môn này, đặc biệt là nguyên môn đó, truyền thừa vạn năm, bọn họ có nội tình thâm hậu.
hơn nữa thế lực cũng đã thẩm thấu đến đế quốc Đại Tần ta. Rất nhiều thế gia trong đế quốc Đại Tần đã trở thành người của bọn họ, nếu thật sự khai chiến, chỉ sợ nội bộ Đại Tần sẽ bộc phát phản loạn. Vậy chẳng phải càng tốt à? Một lưới bắt hết những hào môn thế gia này luôn. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Lý Tư lại lắc đầu, nói. Bạch huynh, người nghĩ quá đơn giản, phải biết rằng, những thế gia này ở Đại Tần ta là cành lá đan chen khó đỡ, có rất nhiều thực lực phụ thuộc, nếu thật sự chiến với đám tông môn như Nguyên Môn, Đại Tần ta rất có thể sẽ phải hai mặt thụ địch, nếu làm không tốt sẽ khiến Đại Tần tứ phân ngũ liệt. Bạch Khởi trầm mặc, hắn không ngốc, những gì Lý Tư nói, hắn suy nghĩ chút là hiểu. Muộn động tới 66 đại tông môn, chẳng khác nào động tới các hào môn thế gia có quan hệ với 6 đại tông môn trong đế quốc, mà một số đệ tử trong những hào môn thế gia này khẳng định lại có người đang làm quan, hoặc là làm tướng ở Đại Tần. Tóm lại, một khi động thủ, rất nhiều phiền toái và vấn đề sẽ xuất hiện. Mọi người trong đại điện nhìn về phía Thủy Hoàng, có khai chiến với 6 đại tông môn hay không, bọn họ không quyết định được, chỉ có vị trước mắt mới có thể quyết định. Lý Tư nói không sai, lần này đám người Nguyên Môn diệt kiếm tông là giả, ý đồ chân chính là dụ đế quốc Đại Tần ta xuất thủ. Thủy Hoàng nói, tuy Bốn Hoàng không biết bọn họ dựa vào gì, nhưng đây cũng chính là ý của Bốn Hoàng. Sau đại tông môn trung quy luôn là một tai họa ngầm, cho nên, trừ bỏ là tốt nhất. Chỉ có trừ bỏ 6 đại tông môn, nam vực này mới thật sự thuộc về đế quốc Đại Tần ta. Đế quốc Đại Tần ta cũng mới có cơ hội, tiến quân tới thế giới trung vực. Nói đến đây, Thủy Hoàng dừng một chút, lại cười nói. Đám người Nguyên Môn muốn diệt Đại Tần, chẳng qua cũng là nguyên nhân này, chỉ có hợp toàn bộ tài nguyên nam vực cùng với nhân tài nắm giữ nam vực mới có tư cách tranh đấu với các tông môn của trung vực, bằng không, bất kể là Đại Tần ta hay là 6 tông, cho dù phải trả một cái giá cực lớn, tiến vào trung vực chỉ sợ cũng không thể sinh tồn. Xin hỏi Ngô Hoàng, Đại Tần ta là chờ dám Nguyên Môn diệt kiếm tông rồi mới động thủ, hay là xuất kỳ bất ý, hiện tại động thủ luôn? Lý Tư trầm giọng nói, nếu Thủy Hoàng đã quyết định, vậy điều hắn phải làm không phải khuyên can mà là lên kế hoạch. Cứ chờ bọn họ diệt kiếm tông rồi chúng ta sẽ ra tay. Thủy Hoàng mỉm cười, nói. Tuy kiếm tông suy vong, túy đạo nhân lại không biết lượng sức sấm thiên lộ mà vẫn lạc. Nhưng phải biết rằng, kiếm tông vẫn có đại trận hộ tông do Tiêu Giao Tử năm đó tự tay bố trí. Nghe nói, Tiêu Giao Tử năm đó đã đặt một tia phân hồn của mình trong đại trận. Ha ha, cường giả thánh giả cảnh, cho dù là một tia phân hồn, chỉ sợ cũng có thể uy hiếp đến cường giả hoàng giả cảnh ngũ phẩm, đối với điều này, ta cũng rất chờ mong. Chấm. 3 ngày sau, Thập Vạn Đại Sơn, trong phòng tu luyện. Lúc này Dương Diệp sắc mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm mồ hôi, trong kiếm vực của hắn mà ba thiên địa linh vật đang quấn lấy nhau, chỉ quấn thôi chứ không thật sự dung hợp một chỗ. Thuộc tính và bản chất giữa các thiên địa linh vật vốn khác nhau, khẳng định sẽ bài xích lẫn nhau. Dương Diệp có thể khiến ba thiên địa linh vật quấn lại với nhau, bản thân cũng đã hiếm có rồi. Muốn triệt để dung hợp ba linh vật, với năng lực hiện tại của hắn, trong thời gian ngắn tại như vậy vẫn không làm được. Ba linh vật quấn lấy nhau, dưới sự khống chế của Dương Diệp, dần dần biến thành bộ dạng của kiếm. Mũi kiếm do Thanh Vân Tử Điện tạo thành, thân kiếm do U Minh Quỷ Hỏa tạo thành, mà chuôi kiếm thì do Cửu U Hàn Phong tạo thành. Nhìn thanh kiếm từ ba thiên địa linh vật tạo thành này, trong mắt Dương Diệp lấp lánh vẻ điên cuồng. Đây là hắn nhất thời cao hứng làm ra, vốn chỉ là muốn làm thử một lần, nhưng không ngờ lại hợp thành. Dương Diệp vươn tay ra nắm lấy chuôi kiếm, sau đó huyền khí trong cơ thể ùa vào trong kiếm, khiến Dương Diệp kinh hỉ là, ba thiên địa linh vật này không ngờ không bài xích huyền khí màu tím, để mặc huyền khí màu tím bao phủ lấy chúng. Vốn ba linh vật chỉ là tổ hợp với nhau chứ không dung hợp với nhau. Nhưng sau khi huyền khí màu tím bao phủ lấy ba thiên địa linh vật, từ trình độ nào đó mà nói, dưới tác dụng của huyền khí màu tím, ba linh vật lúc này xem như đã dung hợp với nhau. Đương nhiên, uy lực sau khi dung hợp mới là quan trọng nhất, uy lực nếu không mạnh thì tất cả chỉ là mây bay gió thoảng. Không do dự, Dương Diệp gia trì kiếm ý sát lục lên trên thân kiếm, theo sự gia trì của kiếm ý giết chóc, chung quanh thân kiếm hiện ra một luồng sáng đỏ. Mà năng lượng cuồng bạo bên trong khiến tim Dương Diệp đập thình thịch. Đi! Quát to một tiếng, cổ tay Dương Diệp khẽ động, kiếm trong tay do thiên địa linh vật tạo thành hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, tốc độ rất nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến mức khiến Dương Diệp cũng không nhìn rõ,
kiếm này trực tiếp xuyên thấu vách tường của phòng tu luyện từ ngoài trăm trượng. Dương Diệp không phát hiện, nơi kiếm đi qua, xuất hiện những khe nứt không gian giống như sợi tơ, chỉ bởi vì tốc độ quá nhanh, cộng với sự sửa chữa phục hồi của thiên địa pháp tắc nên Dương Diệp không chú ý thấy. Uy lực của một kiếm này đã có thể cắt qua không gian, nói cách khác, một kiếm này đã tương đương với huyền kỹ thiên cấp thượng phẩm. Sau khi kiếm hóa thành một luồng lưu quang cắm vào vách tường, qua chừng mấy hơi thở, Dương Diệp giống như là nghĩ tới gì đó, thầm nghĩ không ổn rồi, nhưng tất cả đã muộn. Ầm. Một tiếng nổ vang trời vang vọng ầm ầm bên trong đế quốc huyền thú, vô số cường giả của đế quốc huyền thú kinh hãi, bay vút về phía hoàng cung của đế quốc huyền thú. Bởi vì phòng tu luyện Dương Diệp đang đứng chính là nằm trong hoàng cung của đế quốc huyền thú. Phòng tu luyện nằm trong hoàng cung của đế quốc huyền thú, chính là nơi mà thành viên hoàng thất của đế quốc huyền thú tu luyện, chiếm diện tích khá lớn, một phòng tu luyện dài rộng chừng nghìn trượng. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là lấy phòng tu luyện chỗ Dương Diệp đang đứng làm trung tâm, chung quanh trong phạm vi nghìn trượng là một mảng phế tích. Vô số hỏa diễm, điện lưu, âm phong tàn sát bừa bãi bên trong, không ngừng phá hoại chung quanh, giống như tận thế ập tới vậy. Khi thấy một màn này khóe miệng Dương Diệp không ngừng run rẩy. Đương nhiên trong lòng phần lớn là hưng phấn và kích động, bởi vì uy lực của nó rất khủng bố. Lúc trước nếu có chiêu này, chỉ sợ không cần vận dụng kiếm vực đã có thể trực tiếp chảm sát cường giả tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung đó. Có điều đáng tiếc là chiêu này thật sự quá tiêu hao huyền khí, một kích lúc trước đã trong nháy mắt rút hết tất cả huyền khí trong cơ thể hắn, nếu không phải huyền khí trong cơ thể hắn vẫn nhiều hơn huyền giả linh giả cảnh bình thường. Một kích đó sẽ trực tiếp hút cho hắn thành thây khô. Tuy chiêu này tiêu hao rất nhiều huyền khí, nhưng vẫn đáng. Chỉ là huyền kỳ hình thành từ kiếm do thiên địa linh vật tổ thành nên lấy tên là gì? Điều này khiến cho Dương Diệp có chút phiền não, đối với việc đặt tên, hắn luôn không am hiểu lắm, có điều không thể không có được. Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới một cái tên. Kiếm này do ba thiên địa linh vật tổ hợp mà thành, nên gọi là thiên địa nhất kiếm. Thiên địa nhất kiếm. Ha ha, không tồi, cứ gọi là thiên địa nhất kiếm đi. Đối với cái tên này, Dương Diệp khá là hài lòng, đương nhiên, chủ yếu là hắn không nghĩ ra cái tên tốt hơn. Rất nhanh, đám người thú hoàng chạy đến. Khi đám người thú hoàng đến nơi, ba thiên địa linh vật đã bị Dương Diệp thu hồi vào trong tiểu tuyền qua. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của đám người thú hoàng, Dương Diệp tự biết mình sai rồi, cười xấu hổ, nói. Cái này, vừa rồi thử huyền kỹ. Không khống chế tốt, cũng không biết làm sao thành thế này, ha ha. Mấy trưởng lão bên cạnh thú hoàng khóe miệng giật giật, tiểu tử này coi họ là đồ ngốc à. Thử huyền kỹ gì mà uy lực lớn thế, không ngờ san bằng tất cả mọi thứ trong phạm vi nghìn trượng. Chẳng lẽ là thiên cấp thượng phẩm à? Cho dù là thiên cấp thượng phẩm, với cảnh giới của tiểu tử này hiện tại có thể phát huy ra uy lực của nó sao? Tuy lúc này thân phận của Dương Diệp rất tôn quý. Người của đế quốc huyền thú sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với hắn. Nhưng dù sao đây cũng là hoàng cung của đế quốc huyền thú, Dương Diệp ở đây làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự có chút quá đáng rồi. Lập tức, một trưởng lão đang chuẩn bị lên tiếng thì chỉ thấy Dương Diệp lấy ra một rễ linh thảo, nói. Vãn bối tự biết mình sai, tạo thành phiền toái cho đế quốc huyền thú, vãn bối xin lỗi. Tổn thất ở đây vãn bối xin bồi thường. Dâu thú cực thảo này coi như là vật bồi thường, không biết ý tiền bối thế nào. Hắn đương nhiên sẽ không lấy hẳn một gốc thú cực thảo ra để bồi thường đối phương, tuy hắn có rất nhiều. Nhưng giá trị của một dâu của thú cực thảo thôi cũng đủ để xây dựng mấy chục phòng tu luyện kiểu này rồi. Trưởng lão đang chuẩn bị nói gì đó khi nhìn thấy cái dâu này thì lập tức nuốt lại những lời trách mắng, tay phải vẫy một cái dâu đó trực tiếp rơi vào tay lão, quan sát cẩn thận một hồi, trưởng lão này có chút kích động nói. Đúng là dâu của thú cực thảo, là đồ thật. Nói đến đây, trưởng lão này bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, thứ này ngươi từ đâu có được vậy, ngươi còn không? Dương Diệp xòe tay nói. Không còn nữa, bị tiểu gia hỏa ăn hết rồi. Chỉ còn lại ít dâu này, tiểu gia hỏa thấy phần dâu ăn không ngon nên bỏ đó. Lúc này, đương nhiên để tiểu gia hỏa gánh chút oan uổng. Cùng lắm thì khi tiểu gia hỏa tỉnh lại thì cho nó mấy gốc. Tiểu gia hỏa là ai? Trưởng lão này gầm lên một tiếng, vô cùng kích động, ăn trực tiếp á, đúng là phí phạm vật trời. Một gốc thú cực thảo,
nếu phối hợp với linh thảo khác có thể luyện chế ít nhất 10 viên đan dược trở lên. 10 viên có thể khiến huyền thú từ tôn cấp trở xuống trực tiếp tấn giai, đây là khái niệm gì? Nhưng hiện tại lại bị mộ thằng nhãi tên là tiểu gia hỏa ăn, còn nói là ăn không ngon. Các trưởng lão ở bên cạnh lúc này cũng lòng đầy căm phẫn, hận không thể lôi tiểu gia hỏa gì đó ra hành hung một trận. Chỉ có thú hoàng khi nghe thấy Dương Diệp nói ra ba chữ tiểu gia hỏa thì giật thoát mình, hắn đương nhiên biết tiểu gia hỏa là ai, đối với tiểu gia hỏa kia mà nói, thú cực thảo này chỉ sợ thật sự không lọt được vào mắt nó. Bên cạnh có trưởng lão còn muốn nói gì đó, thú hoàng xua tay. Việc này bỏ qua ở đây đi, ngày sau ngươi nếu muốn tu luyện thì tìm một ngọn núi không có huyền thú đi. Đương nhiên, nếu người còn dâu của thú cực thảo này thì có thể tiếp tục ở trong hoàng cung để tu luyện, chỉ cần ngươi không làm nổ tẩm cung của ta thì mặc ngươi muốn làm gì cũng được. Trước tiên là người phải có nhiều dâu thú cực thảo. Ừ, tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể lấy thêm ra dâu của thú cực thảo, ngươi cứ làm nổ thoải mái. Hoàng cung này, không, ở trong toàn bộ đế quốc huyền thú, ngươi muốn làm nổ chỗ nào thì làm, ta sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Người lên tiếng là lão già cầm dâu thú cực thảo của Dương Diệp, cũng là chấp pháp trưởng lão của đế quốc huyền thú, địa vị chỉ dưới thú hoàng. Lúc này Dương Diệp lại có chút đăm chiêu, hắn không ngờ đế quốc huyền thú này lại nghèo tới vậy, một chút dâu của thú cực thảo đã khiến đám người này kích động như vậy, nếu hắn nói với họ rằng hắn có ít nhất mấy trăm gốc, đồng thời còn có thể lợi dụng tiểu tuyền qua để bồi dưỡng ra nhiều hơn, đám người này nhất định sẽ liều mạng đánh cướp hắn mất. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Đạo lý này hắn đương nhiên biết. Sau khi đám người thú hoàng đi rồi, vẫn còn một người ở lại, đó chính là An Nam Tĩnh. Huyền kỹ vừa rồi uy lực rất mạnh. An Nam Tĩnh nói, trong mắt lấp lánh quang mang hưng phấn, giống như muốn đánh một trận với Dương Diệp. Dương Diệp đang chuẩn bị lên tiếng thì không gian ở trước mặt hắn dao động, lập tức một đạo tin tức truyền vào trong đầu hắn. Đây là truyền âm phù, Trương Liễu ở Nam vực truyền về tin tức. Một lúc sau, mày Dương Diệp dần dần nhíu lại. Xảy ra chuyện gì thế? An Nam Tĩnh hỏi. Nam vực kiếm tông chỉ sợ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, ta phải về kiếm tông một chuyến. Trong thanh âm của Dương Diệp lộ ra vẻ kiên định, sự sống chết của kiếm tông hắn không quan tâm, nhưng bất kể là như thế nào hắn cũng phải cứu Tô Thanh Thi. Cho dù là phải để lộ con bài chưa lật bại lộ ra trước thì hắn cũng không tiếc. Ta cùng đi với người nhé. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp lắc đầu, lần này hắn tính đi một mình, hắn chủ yếu là đi cứu người chứ không phải cứu kiếm tông, có Bạch Long yêm hộ, muốn cứu Tô Thanh thì vẫn có cơ hội rất lớn. Dù sao mục tiêu của đám người Nguyên Môn và Bách Hoa Cung là kiếm tông chứ không phải Tô Thanh Thi. Nhìn thấy lắc đầu Dương Diệp, An Nam Tĩnh gật đầu, nói. Sống sót trở về, ta hy vọng được lĩnh giáo chiêu huyền kỹ đó của ngươi. Nói xong thì xoay người rời đi. Dương Diệp sờ sờ mũi, lắc đầu cười khổ, An Nam Tĩnh này đúng là một võ si. Về Nam vực, Dương Diệp không thông chi cho bất kỳ ai, dưới sự gia trì của ngự kiếm thuật và cửu U Hàn Phong, không đến 2 canh giờ, Dương Diệp đã tới kiếm tông. Đương nhiên, làm vậy cực kỳ tiêu hao huyền khí, có điều đối với Dương Diệp lúc này mà nói, có đá năng lượng siêu phẩm, hắn còn sợ tiêu hao huyền khí sao? Khi nhìn thấy tình trạng của kiếm tông lúc này, trong mắt Dương Diệp có một tia phức tạp. Kiếm tông lúc này trừ chủ phong ra, 36 đại phong và vô số tiểu phong đã bị san thành bình địa. Thi thể của đệ tử kiếm tông đâu đâu cũng thấy, cảnh tượng có chút thê lương. Ai mà ngờ được, kiếm tông từng là một trong 6 thế lực lớn, thánh địa của kiếm tu Nam vực lại có kết cục như thế này. Nơi này cũng từng là nơi Dương Diệp hắn tu luyện, tuy ở đây không có nhiều ký ức tốt đẹp, nhưng hắn vẫn từng coi nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình. Chỉ là đáng tiếc. Lắc đầu. Dương Diệp kiếm một bộ quần áo của đệ tử kiếm tông rồi mặc lên người, sau đó thân hình khẽ động, lướt tới chủ phong của kiếm tông. Trên đường đi, Dương Diệp không dây dưa với đệ tử của Nguyên Môn, thi triển tốc độ đến cực hạn, rất nhanh đã tới chủ phong của kiếm tông. Lúc này chủ phong của kiếm tông đã là một đống ngổn ngang, trừ Thái Thanh Điện ra, các đại điện cùng với chủ phong còn lại đều đã bị đánh chiếm. Mấy vạn đệ tử kiếm tông lúc này đang ở ngoài Thái Thanh Điện, chỉ còn lại không đến một vạn đệ tử. Các đệ tử còn lại đều chết hết. Nếu không phải dựa vào đại trận hộ tông của chủ phong, kiếm tông lúc này chỉ sợ đã sớm bị người ta tàn sát sạch sẽ rồi. Rất nhanh, Dương Diệp trong đám người kiếm tông tìm được Tô Thanh Thi, vẫn là quần áo trắng muốt, vẫn lãnh diễm tuyệt trần. Tô Thanh Thi giống như là cảm giác được gì đó,
ánh mắt nhìn sang bên Dương Diệp, khi nhìn thấy Dương Diệp, Tô Thanh thì ngây ra, trường kiếm trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Dương Diệp mỉm cười với Tô Thanh Thi, đang chuẩn bị đi tới thì đúng lúc này trên trời đột nhiên vang lên một tiếng vang như tiếng sấm. Tô Mạc già, các ngươi nếu đầu hàng sớm thì đâu đến nỗi này. Ngoài đại trận hộ tông, Nguyên Thiên ngạo nghễ đứng đó, nhìn đám người kiếm tông, hờ hững nói. Đại trận này của kiếm tông không tồi, chỉ là các ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó đại trận vỡ rồi, kiếm tông ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị xóa khỏi nhân gian. Tô Mạc già, cho ngươi một cơ hội, nếu hàng thì có thể giữ lại một tia truyền thừa hương khói của kiếm tông, nếu không hàng, trên huyền giả đại lục từ nay về sau sẽ không còn kiếm tông nữa. Hàng ư, Tô Mạc già cười ha ha, sắc mặt dữ tợn nói. Nguyên Thiên, kiếm tông ta nếu hàng, chỉ sợ mới thật sự bị diệt tuyệt. Với tâm tính của ngươi và quỷ vương, sẽ cho kiếm tông ta giữ lại truyền thừa sao? Và lại, trở thành nô lệ của các ngươi. Đệ tử kiếm tông ta chẳng thà chết hết còn tốt hơn. Có điều trước đó, kiếm tông ta cũng phải khiến các ngươi phải trả một cái giá bằng máu. Đần độn ngu xuẩn. Nguyên Thiên hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải vì một số nguyên nhân nào đó, hắn đã sớm xuất thủ phá vỡ đại trận kiếm tông này, sao có thể để những người này của kiếm tông ngoan cố chống lại? Ha ha, Nguyên Thiên, ngươi hay là từ bỏ việc chiêu hàng đi. Quỷ vương ở bên cạnh cười lạnh nói. Trước tiên không nói tới kiếm tông này sẽ không hàng, cho dù hàng, đối với chúng ta có gì tốt. Kiếm tu không lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ tổ lãng phí tài nguyên, hơn nữa còn phải nơm nớp đề phòng, thật sự là không đáng. Được giờ, lãng phí nhiều thời gian rồi, người và ta hợp lực xuất thủ, phá vỡ trận này nhé. Nguyên Thiên hơi suy tư, sau đó nói. Được. Dứt lời, hai người bước một bước về phía trước, Nguyên Thiên lật tay phải, lập tức lại đột nhiên ép xuống dưới. Một bàn tay to mấy trăm trường xuất hiện, đánh tên lồng năng lượng màu vàng của kiếm tông. Trong nháy mắt, toàn bộ chủ phong của kiếm tông lập tức rung chuyển kịch liệt, lồng năng lượng màu vàng cũng bắt đầu xuất hiện vô số đạo vết nứt. Mà đúng lúc này, một huyết cầu màu đỏ to không bằng bàn tay cực lớn đó cũng theo sát đằng sau, đánh lên lồng năng lượng đã đầy vết nứt, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ đại trận hộ tông ầm ầm vỡ nát. Đám người Nguyên Thiên mừng lắm, kiếm tông người của kiếm tông thì trong lòng đau xót. Đúng lúc này, những mảnh vỡ của lồng năng lượng đã vỡ ra đột nhiên tụ tập thật nhanh trên không trung. Không đến một lát, một lão già lưng đeo trường kiếm, thân thể có chút hư ảo xuất hiện trong không trung. Là hồn của tổ sư. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Tô Mạc già đột nhiên xuất hiện vẻ mừng rỡ, kích động hô to. Mà đám người Nguyên Thiên thì biến sắc, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, bọn họ không ngờ, bên trong đại trận hộ tông này còn có một tia phân hồn của tổ sư kiếm tông. Tổ sư kiếm tông, nhìn lão già hư ảo lưng đeo trường kiếm ở trên không, Dương Diệp có chút xuất thần. Đối với người mạnh nhất nam vực toàn bộ huyền giả đại lục vạn năm qua, hắn đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về hắn. Không ngờ, hiện tại nhìn thấy chân nhân của hắn, tuy chỉ là một tia phân hồn. Cảm giác đầu tiên mà lão già tạo cho người ta là khí phách. Không gì sánh kịp, tuy thân thể là hư ảo, nhưng đứng ở đó lại giống như một tòa sơn mạch. Khí thế như có như không từ trên người phát ra ép cho người ta có chút không thở nổi. Sau khi lão già xuất hiện, trong mắt xuất hiện một thoáng mê mang, nhưng rất nhanh lên trở nên tỉnh táo. Ánh mắt quét xuống dưới, lão già nhìn lướt qua mọi người ở Thái Thanh Điện, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói. Ta đã sớm đoán được kiếm tông vạn năm sau sẽ suy vong, nhưng không ngờ lại suy vong đến mức này. Tô Mạc già xấu hổ, đang muốn nói gì đó thì lúc này. Nguyên Thiên đột nhiên lạnh giọng nói. Các hạ chính là tổ sư của kiếm tông. Lão già nhìn Nguyên Thiên một cái, sau đó nói. Chỉ là một con kiến hoàng giả cảnh ngũ phẩm, không ngờ thiếu chút nữa thì diệt được kiếm tông ta, đúng là bi ai. Nghe vậy, Tô Mạc già ở bên dưới càng thêm xấu hổ. Con kiến. Sắc mặt Nguyên Thiên dữ tợn, nói. Tiêu Giao Tử, ta thừa nhận, bản thể của ngươi nếu còn ở đây. Chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại, ngươi chỉ là một tia phân hồn, hồn phách không có nhục thân để ký thác, ngươi cho dù có mạnh thì cũng làm được gì. Đúng vậy. Lúc này, quỷ vương ở bên cạnh cũng lạnh giọng nói. Tiêu Giao Tử, nghe đồn năm đó ngươi vô cùng bá đạo, trước giờ không lải nhải với ngươi khác. Hiện giờ chúng ta muốn tiêu diệt kiếm tông của ngươi, với tính tình của ngươi thì nên là một kiếm chém chúng ta mới đúng, sao giờ như bà tám thế.
Chẳng lẽ? Lắm lời. Tiêu Dao Tử đột nhiên cắt ngang lời nói của quỷ vương, sau đó bấm tay búng một cái, một dòng kiếm khí bắn về phía quỷ vương. Con người quỷ vương co rút lại, đang muốn xuất thủ, nhưng mà đúng lúc này, dòng kiếm khí đó đột nhiên tăng tốc, hóa thành một luồng kiếm quang bay xuyên qua bả vai quỷ vương. Vù một tiếng, cánh tay và cả bả vai phải của quỷ vương bay vút ra ngoài. Tổ sư uy vũ. Nhìn thấy một màn này, đệ tử của kiếm tông ở bên dưới đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức hoan hô, chậm rãi vái lại Tiêu Dao Tử. Trên mặt của đệ tử kiếm tông nở nụ cười sống sót sau tai nạn, không có gì khiến người ta kích động và hưng phấn hơn so với sau khi đã tuyệt vọng thì lại thấy được hy vọng. Lúc này, Dương Diệp đang trầm tư, bởi vì một kiếm đó của tổ sư kiếm tông nhìn như là kiếm khí, nhưng không phải là kiếm khí, bởi vì tổ sư của kiếm tông lúc này là thể là linh hồn, căn bản không thể tụ tập được năng lượng thiên địa, không thể tụ tập được năng lượng thiên địa thì làm sao có thể thôi động được kiếm khí. Chỉ là không phải kiếm khí thì một kiếm đó rốt cuộc là phát ra như thế nào? Chẳng lẽ trừ kiếm vực, kiếm ý cùng với kiếm tâm thông minh ra, kiếm đạo còn có một loại phương thức tu luyện khác? Đám người kiếm tông đang hoan hô, Nguyên Thiên cùng với Ngọc Linh Lung lại sắc mặt ngưng trọng, có điều rất nhanh, sắc mặt của hai người thả lỏng, bởi vì lúc này thân thể của Tiêu Dao Tử đã hư ảo và trong hơn. Quỷ vương bị chém rụng một tay, sắc mặt càng dữ tợn. Tuy trong lòng kinh hãi trước thực lực của tổ sư kiếm tông, nhưng nhiều hơn vẫn là nổi giận. Hắn đường đường là người đứng đầu một tông, không ngờ bị một phân hồn vạn năm trước thiếu chút nữa chảm sát, tuy người đó là người mạnh nhất toàn bộ huyền giả đại lục vạn năm qua, nhưng vẫn vô cùng nhục nhã. Tiêu Dao Tử, không có nhục thân ký thác, công kích như vậy, ngươi có thể phát ra được mấy lần? Có giỏi thì ngươi làm thêm lần nữa đi, ta không thèm đỡ, thế nào? Quỷ vương cười to điên cuồng. Tiêu Dao Tử lạnh lùng nhìn thoáng qua quỷ vương, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua đám người kiếm tông trong Thái Thanh Điện, nói. Người lĩnh ngộ kiếm vực, hoặc là lĩnh ngộ kiếm hồn, tiến lên một bước. Kiếm tông đệ tử sửng sốt, kiếm vực, bọn họ căn bản không biết là gì. Tô Mạc Già lắc đầu cười, nụ cười rất chua chát. Trong đám người, Dương Diệp sửng sốt, chẳng lẽ tổ sư kiếm tông cần người kính ngộ kiếm vực để ký thác linh hồn? Còn nữa, cái gọi là kiếm hồn là gì? Thấy không có ai tiến lên, Tiêu Dao Tử nhướng mày, lại nói. Người có thể kiếm tâm thông minh tiến lên một bước. Lúc này, đám người kiếm tông đã minh bạch đại khái ý đồ của Tiêu Dao Tử, sau khi minh bạch thì toàn bộ đệ tử kiếm tông, bao gồm cả Tô Mạc Già đều cực kỳ xấu hổ và hổ thẹn. Tô Thanh Thi nhìn về phía Dương Diệp, thấy ánh mắt của Tô Thanh Thi, Dương Diệp lập tức có chút to đầu. Hắn đương nhiên hiểu ý của Tô Thanh Thi, nhưng nói một cách công bằng. Hắn không có hảo cảm gì với kiếm tông cả, không muốn ra tay giúp kiếm tông. Và lại, để Tiêu Dao Tử ký thác linh hồn, hắn cũng không dám, vạn nhất để đối phương phát hiện ra tiểu tuyền qua thì phải làm sao. Chỉ là thỉnh cầu của Tô Thanh Thi, hắn sao nỡ nhẫn tâm cự tuyệt. Khi trong lòng hắn đang rối rắm khó xử thì Tiêu Dao Tử ở trên trời càng nhíu mày chặt, lại nói. Người lĩnh ngộ kiếm ý, tiến lên một bước. Tô Mạc Giá thấp giọng thở dài. Tiến lên thi lễ với Tiêu Dao Tử, nói. Hồi bấm tổ sư, kiếm tông, không có một ai lĩnh ngộ kiếm vực, không có một ai lĩnh ngộ kiếm hồn, không có một ai kiếm tâm thông minh, không có một ai lĩnh ngộ kiếm ý. Nghe thấy lời nói của Tô Mạc Gia, Tiêu Dao Tử lắc đầu, nói. Không ngờ tông môn ta năm đó sáng lập lên, sau vạn năm lại suy vong đến mức này. Lão sở dĩ yêu cầu người lĩnh ngộ kiếm vực hoặc là kiếm ý đứng ra. Là vì chỉ có người lĩnh ngộ được những cái này mới có thể tạm thời cho lão linh hồn ký thác, bởi vì chỉ có như vậy, lão mới có thể mượn dùng thân thể của đối phương để phát huy ra thực lực, dù sao lão lúc này cũng chỉ là một tia phân hồn chứ không phải bản thể. Ha ha! Đúng lúc này, quỷ vương ở bên cạnh đột nhiên phá lên cười, cười một lát lại nói. Tô Mạc Già, người nói sai rồi đó. Kiếm tông người đâu phải không có. Dương Diệp không phải là kiếm tâm thông minh sao? Không phải là lĩnh ngộ kiếm ý sao? B đúng rồi, hắn lúc này đã không phải là đệ tử của kiếm tông người, nếu ta nhớ không lầm thì hình như chính là kiếm tông người đã trục xuất hắn ra khỏi kiếm tông phải không? Ha ha! Ở bên cạnh, Nguyên Thiên cũng lắc đầu, nói. Đào hố chôn mình. Tổ sư kiếm tông rất khủng bố, cho dù là một tia phân hồn, cũng vẫn rất khủng bố, dù sao lão cũng từng là cường giả thánh giả cảnh, hơn nữa lại là kiếm tu. Nhưng không có nhục thân để ký thác, sự khủng bố của lão cũng có hạn,
chỉ cần trả một cái giá lớn thì tia phân hồn này cũng không đáng lo. Chỉ là hắn vẫn còn một nghi vấn. Tiêu Giao Tử, người nếu có thể nói cho chúng ta biết lai lịch của thiên lộ, cùng với phương pháp phá giải, chúng ta thả cho kiếm tông một ngựa cũng không phải là không thể. Nguyên Thiên trầm giọng nói. Quỷ Vương và Ngọc Linh Lung ở bên cạnh do dự một thoáng, không lên tiếng, hiển nhiên hai người bọn họ ngầm thừa nhận lời nói của Nguyên Thiên. Chỉ là buông tha cho kiếm tông, điều này tuyệt đối là không thể. Nực cười. Tiêu Giao Tử nhìn ba người Nguyên Thiên với vẻ thương hại, sau đó nói. Với sức của con kiến không ngờ cũng vọng tưởng đi sấm thiên lộ, thật là không biết tự lượng sức mình. Tuy hiện giờ ta chỉ là một tia phân hồn, hơn nữa chỉ có thể phát ra một kích cuối cùng, nhưng ta có thể đảm bảo, một kích cuối cùng này có thể giữ lại một trong ba người các ngươi ai muốn bước lên thử trước. Hai mắt Nguyên Thiên híp lại, nói. Hôm nay kiếm tông sẽ tuyệt tích ở Nam Vực. Tiêu Giao Tử không nói gì, chung quanh lão, năng lượng không gian bắt đầu bạo động. Hiển nhiên lão đã chuẩn bị xong một kích cuối cùng. Tuy Nguyên Thiên nói cứng, nhưng lại không dám động thủ trước, tuy Tiêu Giao Tử này chỉ có thể phát ra một kích cuối cùng, nhưng một kích này hắn không có lòng tin có thể đỡ được. Cho dù đỡ được thì chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Vào lúc này, hắn không thể trọng thương được, dù sao phía sau còn có một đế quốc Đại Tần đang rình rập nguyên môn của hắn. Nguyên Thiên không dám động thủ trước, Quỷ Vương và Ngọc Linh Lung càng không dám. Phải biết rằng, hai người bọn họ so với Nguyên Thiên thì thực lực vẫn yếu hơn một chút, Nguyên Thiên không có lòng tin tiếp được, bọn họ làm sao mà tiếp được. Và lại, lúc này, bọn họ cũng không ngu ngốc tới mức đi hy sinh bản thân để tác thành cho tập thể. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên trở nên giằng co. Bên dưới, Tô Thanh Thi lúc này đi tới bên cạnh Dương Diệp, hai người nhìn nhau một thoáng. Tô Thanh Thi hơi cúi đầu, nàng ta muốn Dương Diệp hỗ trợ, nhưng nàng ta biết, với tính cách của Dương Diệp, tuyệt đối không thể giúp kiếm tông. Dù sao cũng là kiếm tông phụ hắn trước, nếu nàng ta đưa ra yêu cầu với Dương Diệp, vậy giữa nàng ta và Dương Diệp có thể sẽ xuất hiện những rạn nứt. Bởi vì nàng ta không thể tưởng tượng, nếu Dương Diệp cự tuyệt, vậy nàng ta sẽ phải đối mặt với Dương Diệp như thế nào, không, phải nói là hai người bọn họ sẽ phải đối mặt với đối phương thế nào. Chỉ là muốn nàng ta nhìn kiếm tông cứ như vậy diệt vong, nàng ta sao có thể làm được? Dù sao nơi này cũng là nhà của nàng ta, nơi này còn có thân nhân của nàng ta. Bất đắc dĩ Tô Thanh Thi đang rối rắm và bất đắc dĩ, Dương Diệp lắc đầu thở dài, sau đó nắm lấy tay nàng ta rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán. Lúc này, ánh mắt của vô số người đều chiếu lên người họ, dù sao Tô Thanh Thi cũng là nữ nhi của tông chủ kiếm tông. Lúc này ở trước mặt mọi người bị một nam tử ôm vào lòng, hơn nữa lại không hề phản kháng, điều này khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý và tò mò của vô số người. Dương Diệp rời khỏi kiếm tông đã nhiều năm, hơn nữa lúc này lại cố ý hóa trang, cho nên đệ tử kiếm tông ở đây nhìn thấy Dương Diệp thì không thể nhận ra hắn. Chỉ có một số người từng tiếp xúc với Dương Diệp, ví dụ như đám người Thanh Tuyết, bọn họ lúc này cũng cảm thấy Dương Diệp có chút quen mắt. Rất nhanh, có người nhận ra Dương Diệp. Là Dương Diệp, hắn là Dương Diệp, hắn chính là đệ nhất Thanh Vân Bảng, diệt sát kiếm hoàng, hiện tại đã trở thành kiếm hoàng. Là hắn, đúng là hắn, trời ơi, hắn không ngờ đã trở lại Nam Vực, hơn nữa quay về kiếm tông. Một đệ tử kiếm tông cùng là đệ tử ngoại môn với Dương Diệp chỉ vào Dương Diệp, kích động nói. Đúng là Dương Diệp, đúng là Dương Diệp, ta nhận ra hắn, hắn còn là phó môn chủ của kiếm môn chúng ta. Ta cũng nhận ra hắn. Hắn từng là đệ tử tạp dịch. Chính là người này à? Ở bên cạnh, Tô Mạc Già nhìn Dương Diệp, thấp giọng lẩm bẩm. Mà đúng lúc này, ánh mắt của Tiêu Giao Tử ở trên trời cũng chiếu xuống người Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp, mắt Tiêu Giao Tử lập tức đờ đẫn rồi sáng lên. Tiếp theo, trên khuôn mặt ác liệt nở ra một nụ cười. Nhìn Tô Thanh Thi ở trong lòng, Dương Diệp mỉm cười, sau đó biến hóa ra cánh chim huyền khí, thân hình khẽ động. Đi tới trước mặt tổ sư tông. Trên không trung, hắn không quan tâm tới sự sống chết của hơn vạn đệ tử kiếm tông, cũng không quan tâm kiếm tông có bị diệt hay không, cái hắn để ý là Tô Thanh Thi. Hình ảnh Tô Thanh Thi yếu đuối, vùng vây, thông khô lúc trước khiến trong lòng hắn đau như bị kim đâm. Chính là cảnh tượng đó mà hắn biết được rằng, hắn không thể nhẫn tâm tuyệt Tô Thanh Thi, cũng không đành lòng cự tuyệt. Đối với Tô Thanh Thi, hắn cuối cùng vẫn không thể tuyệt tình. Nắm giữ kiếm vực, kiếm ý sát lục thất trong đỉnh phong, kiếm tâm thông minh, tốt, tốt lắm.
Tiêu Dao Tử nhìn Dương Diệp, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, nói. 20 tuổi đã làm được đến bước này, người rất không tồi, so với ta năm đó cũng không kém hơn. Tốt lắm, kiếm tông cuối cùng vẫn có một tia hy vọng. Dương Diệp đang chuẩn bị nói gì đó thì tay phải Nguyên Thiên đột nhiên cách không tóm một phát về phía Dương Diệp, một bàn tay cực lớn trực tiếp xuyên qua không gian, nháy mắt đã đi tới trên đầu Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, hắn căn bản không thể chống cự, cũng may đúng lúc này, Tiêu Dao Tử trực tiếp hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, khí thế cả người Dương Diệp lập tức thay đổi. Vẻ khiếp sợ và kinh hãi trong mắt biến thành coi thường và lạnh lùng. Chỉ thấy Dương Diệp bấm tay búng một cái, một dòng kiếm khí chém ngang ra, lập tức chém cho một chảo cực lớn đó thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thiên biến sắc, trong lòng hối hận không thôi, lúc trước không nên lắm lời, cũng không nên do dự, nên trực tiếp động thủ, cho dù là phải trả giá đắt cũng nên diệt sát một tia phân hồn của tổ sư kiếm tông, đáng tiếc. Còn nữa, Dương Diệp này sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ người Nguyên môn phái đi đã chết sạch toàn bộ rồi à? Kiếm. Dương Diệp bước một bước về phía trước, tay phải vẫy hờ, lập tức, trong một ngọn núi sâu cách vạn dặm, một đạo kiếm quang phóng lên cao, kiếm quang trực tiếp xuyên qua không gian, nháy mắt đã tới vùng trời của kiếm tông, kiếm quang tan đi, một thanh kiếm được phủ kín phủ văn bồng bềnh ở trước mặt Dương Diệp. Là Thuấn Không. Bên dưới, Thuấn Không kinh hô, Thuấn Không kiếm, đạo cấp, được tạo ra từ thiên thạch và đá không gian, có năng lực quỷ dị xuyên thấu không gian. Chính là bội kiếm của tổ sư kiếm tông năm đó, từng đi theo Tiêu Dao Tử hơn 1.000 năm, cho tới khi Tiêu Dao Tử gặp phải thiên vấn. Thanh kiếm này lúc đó xếp thứ 2 trong đạo khí, chỉ kém thiên vấn. Chuôi kiếm này nhìn thấy thanh kiếm này, ba người Nguyên Thiên biến sắc, hiển nhiên, bọn họ đã nhận ra lai lịch của thanh kiếm này. Rút! Nguyên Thiên do dự một thoáng, sau đó thân hình khẽ động, lướt về phía xa. Hôm nay đã không thể diệt kiếm tông. Tiếp tục lưu lại căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở bên cạnh, Quỷ Vương và Ngọc Linh Lung sau khi do dự một chút cũng lướt đi xa. Với năng lực của ba người bọn họ, chỉ cần trả một cái giá đắt, muốn diệt sát Dương Diệp này thì vẫn có cơ hội, chỉ là ba người chỉ là bọn họ không ai muốn phải trả cái giá đắt đó cả. Đệ tử của ba tông nhìn thấy tông chủ nhà mình rút lui thì cũng lập tức vội vàng rút theo, không dám ở lại kiếm tông này nữa. Tốc độ của ba người Nguyên Thiên rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã đi xa ngoài vạn dặm. Mà đúng lúc này, Dương Diệp ở trên trời đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Trốn à! Lập tức, cầm thanh Thuấn Không trong tay nhắm vào hư không đâm một phát. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, cả thân kiếm của thanh Thuấn Không trực tiếp chui vào trong không gian. Đồng thời, Quỷ Vương đã ở ngoài vạn dặm đột nhiên đồng tử co rút lại, bởi vì ở trước mặt hắn, một thanh kiếm không có chui xuất hiện một cách quỷ dị. Sau đó thì đâm xuyên qua ngực hắn. Là cường giả hoàng giả cảnh, trừ khi bị thần hồn câu diệt, bằng không cho dù là nhục thân bị hủy cũng sẽ không chết một cách thật sự. Giống như lúc này, tuy tim trong cơ thể Quỷ Vương đã bị một kiếm đâm nát, nhưng hắn vẫn chưa chết thật sự. Đương nhiên, cũng gần như chết rồi, bởi vì sinh cơ trong cơ thể hắn đang dùng một loại tốc độ khiến hắn kinh hãi mà mất đi. Huyết bao! Quỷ Vương hét lớn một tiếng, cả thân thể ầm một tiếng vỡ tan. Sau đó hóa thành mưa máu đầy trời tản ra xa. Kiếm tông, thù hôm nay, ngày khác Quỷ Vương ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Trên vùng trời kiếm tông, Dương Diệp hai mắt híp lại, ngay sau đó, cầm chuôi kiếm đột nhiên chém sang bên phải, ngoài vạn dặm, Ngọc Linh Lung đang xuyên qua không gian để bỏ chạy đột nhiên đứng khựng tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì trong không gian trước mặt nàng ta, một đạo kiếm quang tự dưng xuất hiện. Dùng tốc độ mà nàng ta không thể tránh né chém ngang một phát. Bách hoa sát. Ngọc Linh Lung hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đóa hoa đánh về phía đạo kiếm quang đó. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng cả vùng không gian này, một lúc sau, kiếm quang tiêu tán, vô số đóa hoa chậm rãi dung hợp lại trong không trung, dần dần hình thành Ngọc Linh Lung. Lúc này Ngọc Linh Lung sắc mặt trắng bệch, quần áo nát tan, trên da thịt chi chít vết kiếm. Ngọc Linh Lung nhìn về phía kiếm tông với vẻ oán độc, nói. Hay cho kiếm ý sát lục, không ngờ thiếu chút nữa đã hủy đi căn cơ của ta, Tiêu Dao Tử ngươi ác lắm. Một kiếm này Ngọc Linh Lung ta nhớ kỹ, ngày khác tất sẽ trả lại gấp trăm lần. Dứt lời, Ngọc Linh Lung trực tiếp xé rách không gian trước mắt, sau đó chui vào bên trong, biến mất tại chỗ.
Trên vùng trời kiếm tông, Dương Diệp nhướng mày, nắm chặt kiếm trong tay, đang chuẩn bị lại chém ra một kiếm, nhưng do dự một thoáng, Dương Diệp cuối cùng vẫn bỏ cuộc, thấp giọng nói. Đáng tiếc, nếu cảnh giới của tiểu tử này cao hơn một chút thì tốt. Vận dụng thuần không này, thân thể tiêu tử này nhất định không chịu ni, đáng tiếc. Nói xong câu cuối cùng này, tia phân hồn của Tiêu Dao Tử lập tức rời khỏi cơ thể Dương Diệp, bồng bềnh trước mặt hắn. Lúc này, sự khiếp sợ trong lòng Dương Diệp căn bản là không thể dùng lời nói để hình dung. Lúc trước tuy bị Tiêu Dao Tử điều khiển thân thể, nhưng ý thức của hắn vẫn tỉnh táo. Hai kiếm lúc trước của Tiêu Dao Tử gồm ít nhất ba loại kiếm ý, đương nhiên quan trọng nhất là phương thức công kích của lão, không ngờ bát chấp trở ngại của không gian, đây quả thực chính là phiên bản của ánh sáng tím của Tiểu Gia Hỏa. Đúng rồi, còn cả thanh kiếm này nữa. Dương Diệp cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, do dự một thoáng, Dương Diệp hơi đâm về phía trước, khiến Dương Diệp kinh ngạc là kiếm này không ngờ trực tiếp chui vào trong không gian, sau đó mũi kiếm và thân kiếm xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng. Chuôi kiếm vẫn ở trên tay hắn, nhưng mũi kiếm và thân kiếm thì lại ở cách mấy chục trượng, kiếm này. Ít hầu giật giật, cỗ tay Dương Diệp khẽ động, thu thanh kiếm trong tay vào trong tiêu tuyển qua, từ giờ trở đi. Kiếm này là của hắn, đừng hòng có ai lây đi được. Tiêu Dao Tử làm như không thấy động tác của Dương Diệp, ánh mắt hướng về phía đám người kiếm tông, nói. Từ giờ trở đi, tiểu tử này đảm nhiệm chức tông chủ kiếm tông, hát bê ất kỳ ai của kiếm tông cũng không được cãi lại mệnh lệnh của hắn, nếu có ai dám cãi lời, ta chắc chắn sẽ tự tay tru diệt. Các ngươi có dị nghị gì không? Mọi người ở dưới đất ngây ra, Dương Diệp trở thành tông chủ kiếm tông. Dương Diệp mới có 20 tuổi, hơn nữa thực lực hình như cũng hơi thấp. Ở bên cạnh, Dương Diệp ngây ngẩn cả người, hắn làm tông chủ kiếm tông. Đùa gì thế, trước tiên không nói người của kiếm tông có phục hắn hay không, bản thân hắn cũng không muốn làm tông chủ kiếm tông mà. Hiện tại kiếm tông tình hình thế nào thì vừa nhìn cái là biết, tuy đã đánh lui được đám tông môn như Nguyên Môn, nhưng ai biết đối phương ngay sau đó liệu có lại tới tấn công hay không. Và lại, giữa hắn và kiếm tông có ân oán. Tóm lại, muốn hắn làm tông chủ kiếm tông là rất không nên. Tiêu Dao Tử không có để ý tới mọi người bên dưới mà nhìn Tô Mạc Già, với thực lực của lão, đương nhiên biết người của thực lực mạnh nhất kiếm tông lúc này chính là Tô Mạc Già. Tô Mạc Già cúi mặt, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, hắn khổ tâm kinh doanh kiếm tông nhiều năm, bảo hắn cứ như vậy dễ dàng giao ra, trong lòng hắn đương nhiên sẽ có chút không cam lòng. Chỉ là hắn cũng biết ý tứ của tổ sư kiếm tông cần một người có tiềm lực, không nghi ngờ gì nữa, Dương Diệp chính là một người như vậy. Tiền bối. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta thực lực thấp kém, sao có thể đảm đương vị trí tông chủ kiếm tông? Và lại, ta cũng không phải là đệ tử kiếm tông, lần này đứng ra chỉ là không đành lòng thấy người yêu của ta phải khó xử. Bằng không, thứ cho vãn bối nói thẳng, vãn bối quyết sẽ không đứng ra phối hợp với tiền bối. Tiêu Dao Tử trầm ngâm một lát, sau đó nói. Cũng được, ta không biết giữa ngươi và kiếm tông rốt cuộc có ân oán gì, nhưng bất kể là như thế nào, ngươi lần này cũng là có ơn với kiếm tông, ta luôn không thích nợ nhân tình của người khác, lát nữa sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói đến đây, Tiêu Dao Tử nhìn về phía Tô Mạc Già ở bên cạnh, sau đó nói. Lòng thiệt hơn của ngươi quá nặng, tính toán quá nhiều, kiếm tâm bị che mờ, tuy mượn ngoại vật để đề thăng tới hoàng giả cảnh. Nhưng cũng chỉ được đến đây mà thôi. Bất kể là kiếm đạo, hay cảnh giới, người nếu muốn đề thăng, trừ khi có cơ duyên lớn, bằng không thì không thể tấn thăng được nữa. Cả người Tô Mạc Già chấn động, một lúc sau, Tô Mạc Già đột nhiên phá lên cười, cười một lát, sau đó thi lễ với Tiêu Dao Tử không trên không, nói. Đa tạ tổ sư đã đánh thức Mạc Già. Nói xong, Tô Mạc Già xoay người nhìn về phía các chúng đệ tử kiếm tông, nói. Từ giây phút này trở đi, vị trí tông chủ kiếm tông do Tô Thanh Thi đảm nhiệm, kiếm tông trên dưới phải toàn lực giúp đỡ. Kỳ thật Tô Mạc Già cũng muốn thuận theo ý tứ của Tiêu Dao Tử, để Dương Diệp làm tông chủ kiếm tông, nhưng lúc này rõ ràng là không thể, bởi vì Dương Diệp rõ ràng là kháng cự và bài xích kiếm tông. Nhưng lại không thể cứ vậy để quan hệ giữa Dương Diệp và kiếm tông tiếp tục xấu đi, biện pháp duy nhất chính là để Tô Thanh Thi làm tông chủ. Tô Thanh Thi làm tông chủ. Dương Diệp có thể không quan tâm hoặc là đối địch với kiếm tông nữa sao? Ở bên cạnh, khóe miệng Dương Diệp giật giật, đòn này của tông chủ kiếm tông đúng là quá tuyệt vời. Nếu Tô Thanh Thi làm tông chủ kiếm tông,
mình chỉ sợ đúng ta không thể tiếp tục Cửu Thị Kiếm Tông nữa, một đám lão hồ ly. Có điều nghĩ lại, nếu Thanh Thi làm tông chủ Kiếm Tông chẳng phải cũng là của hắn à? Tuy tình cảnh của Kiếm Tông hiện tại rất không ổn, nhưng ít nhất cũng có rất nhiều cường giả, hơn nữa ở trong thế tục, Kiếm Tông vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn. Tóm lại, đây cũng không tính là chuyện xấu. Vâng, đệ tử Kiếm Tông không dám do dự, lập tức vội vàng đồng ý. Trên trời cao, Tiêu Dao Tử khẽ gật đầu, quyết định này của Tô Mạc Già khiến lão rất hài lòng. Tiêu Dao Tử nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tay phải vung lên, lập tức cùng Dương Diệp biến mất tại chỗ. Hậu Sơn Kiếm Tông, Thanh Phong, Tiêu Dao Tử bồng bềnh trên không trung, nửa người bên dưới đã biến mất, chỉ còn lại nửa người trên, hơn nữa nửa người trên đã càng lúc càng mờ, càng lúc càng trong suốt, giống như tùy thời sẽ tiêu tán trong không trung. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta thủ hộ Kiếm Tông. Tiêu Dao Tử nói rất thẳng, không hề khách sáo xã giao. Dương Diệp ngây ra, sau đó quyết đoán lắc đầu, vãn bối chỉ là một linh giả cảnh, hà đức hà năng mà thủ hộ Kiếm Tông. Tuy lúc này Kiếm Tông nguyên khí đại thương, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, Kiếm Tông hiện giờ vẫn có rất nhiều cường giả, và lại, Kiếm Tông còn có một cường giả hoàng giả cảnh, sao tới phiên hắn đến thủ hộ Kiếm Tông. Hơn nữa, cho dù hắn có năng lực đó thì vì sao phải thủ hộ Kiếm Tông? Nếu không phải nể mặt Tô Thanh Thi, lúc trước hắn còn muốn giúp đám người nguyên môn diệt Kiếm Tông nữa kìa. Hắn không có bất kỳ hảo cảm gì với thế lực lớn cả. Ngươi có biết một kiếm lúc trước ta dùng trạng thái linh hồn phát ra là kiếm kỹ gì không? Tiêu Dao Tử đột nhiên nói. Kiếm kỹ gì? Dương Diệp nheo mắt lại, đối với một kiếm đó, hắn rất tò mò. Bởi vì một kiếm đó không sử dụng chút huyền khí nào, dưới tình huống không dùng huyền khí, không ngờ vẫn phát ra được kiếm khí, điều này khiến cho Dương Diệp vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc. Tiêu Dao Tử cười cười, nói. Đó là hồn kỹ. Nói một cách chính xác là kiếm hồn kỹ từ tinh khích thần cộng với hồn lực và niệm lực bản thân tạo thành, giống như bỏ qua nhục thân, trừ khi là loại huyền bảo của hồn kỹ chuyên phòng ngự, bằng không một kích này có thể bất chấp huyền bảo thiên cấp thượng phẩm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kiếm hồn kỹ của ngươi đủ mạnh. Kiếm hồn kỹ? Đây không phải là tương tự như ba chữ chân ngôn của An Nam Tĩnh à? Dương Diệp động lòng, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua huyền bảo bình thường. Chỉ này này thôi đã đủ để khiến hắn động lòng rồi. Thử nghĩ xem, nếu dùng thanh kiếm quỷ dị trong Tiểu Tuyền Qua thôi động kiếm hồn kỹ này, vậy hiệu quả sẽ như thế nào? Dưới tình huống xuất kỳ bất ý, chỉ sợ có thể miểu sát huyền giả tôn giả cảnh bình thường. Dương Diệp thở khẽ ra một hơi, sau đó nói. Tiền bối, ra điều kiện của ngươi đi. Nụ cười trên mặt Tiêu Dao Tử càng trở nên rực rỡ hơn, nói. Ngươi lĩnh ngộ kiếm vực. Đồng thời kiếm tâm thông minh, hơn nữa còn nắm giữ kiếm ý sát lục sắc bén nhất trong kiếm ý, thiên phú của ngươi quả thật không kém ta năm đó. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không thể lĩnh ngộ kiếm hồn, đương nhiên, yêu cầu như vậy đối với ngươi có lẽ hơi cao, phải biết rằng ta cũng vậy năm đó cũng phải khi tới tôn giả cảnh đỉnh phong mới lĩnh ngộ được kiếm hồn. Kiếm hồn? Dương Diệp không hiểu, nói. Đó là gì? Kiếm ý giống như tinh khí thần của kiếm. Có thể cho khiến uy lực của kiếm khí và kiếm kỹ tăng gấp bội, mà kiếm hồn thì tương đương với linh hồn của kiếm, khiến kiếm và kiếm kỹ không còn là vật chết, ban cho chúng sinh mệnh mới. Đương nhiên, quan trọng nhất là, sau khi nắm giữ được kiếm hồn, có thể dùng tinh khí thần của bản thân cộng thêm ý niệm, cũng chính là kiếm ý, khiến bốn thứ này hóa thành thực chất, hình thành một loại kỹ pháp khác ngoài huyền kỹ. Tiêu Dao Tử chậm rãi nói. Dương Diệp cười khổ, thì ra kiếm đạo có nhiều môn đạo như vậy. Xem ra bản thân mình trên con đường kiếm đạo này vẫn còn một đoạn đường dài để đi. Ta có thể khiến ngươi lĩnh ngộ được kiếm hồn rất nhanh. Tiêu Dao Tử đột nhiên nói. Dương Diệp không kích động và hưng phấn, trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, Tiêu Dao Tử nói vậy, nhất định là có điều kiện gì đó. Quả nhiên, sau khi nói xong câu đó, Tiêu Dao Tử lại bảo. Ta chỉ có một điều kiện, ngày sau hy vọng ngươi tới cực Bắc Trung Vực. Sâu trong lòng đất nơi đó có một tòa cung điện, bên trong cung điện có một người, tên là Huyễn Băng Vân, nếu nàng ta còn sống, thay ta nói một tiếng xin đối với nàng ta. Nếu nàng ta chết rồi thì coi như hết. Dương Diệp có chút bất ngờ, vốn hắn cho rằng Tiêu Dao Tử sẽ bảo hắn giúp Kiếm Tông, bắt hắn gia nhập Kiếm Tông, nhưng không ngờ điều kiện của đối phương tại là bảo hắn đi xin lỗi hộ đối phương. Trầm ngâm một thoáng,
Dương Diệp nói. Ta đáp ứng. Không có lý do gì để cự tuyệt cả, chỉ là nói lời xin lỗi, không có gì to tát. Và lại, Huyễn Băng Vân nếu quen biết với tổ sư kiếm tông, như vậy còn sống của đối phương hẳn là rất nhỏ. Tiêu Dao Tử gật đầu, nửa thân trên cơ hồ đã trở nên trong suốt. Tiền bối, ngươi có còn sống hay không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Năm đó sau khi tổ sư kiếm tông vượt qua được thiên lộ thì biến mất khỏi thế gian, lão rốt cuộc là rời khỏi thế giới này, hay là đã chết, đây vẫn luôn là một điều bí ẩn. Tiêu Dao Tử lắc đầu, nói. Ta không biết, ngươi đừng giở cái vẻ mặt kinh ngạc đó. Phải biết rằng ta chỉ là một tia phân hồn, bên trong dòng hồn phách này giữ rất ít ký ức, đối với rất nhiều chuyện, rất nhiều ký ức của bản thể, tia phân hồn này không có. Nói đến đây, Tiêu Dao Tử dùng một chút rồi tại nói. Đừng tùy tiện đi sấm thiên lộ, cho dù là muốn vượt qua thì người ít nhất cũng phải đạt tới hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Đồng thời để thắng kiếm ý và kiếm vực tới trình độ hoàn mỹ, nhớ đó. Dương Diệp muốn hỏi vì sao, nhưng chưa kịp nói thì Tiêu Dao Tử đã xua tay, nói. Ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đợi lát nữa, ta sẽ làm tiêu tan toàn bộ ý thức chủ quan của tia phân hồn này thì ngươi cắn nuốt phân hồn này của ta. Bên trong phân hồn này có phương pháp kính ngộ kiếm hồn và một số kiếm kỹ năng đó ta từng dùng. Còn có một số cảm ngộ và lý giải của ta đối với kiếm đạo, chắc là hữu dụng đối với ngươi. Nói xong, Tiêu Dao Tử không đợi Dương Diệp đáp lời. Nửa người trên đột nhiên co rút lại, ngưng tụ thành một điểm sáng, sau đó trực tiếp chui vào trong mi tâm của Dương Diệp. Mặt Dương Diệp lập tức trở nên vặn vẹo, bởi vì vô số ký ức đang ùa vào trong đầu hắn, loại trùng kích này rất khủng bố, hơn nữa là trực tiếp nhằm não hắn. Qua một hồi lâu, sắc mặt Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường. Ký ức của phân hồn Tiêu Dao Tử, trừ có rất nhiều kiếm kỹ cao giai và một số cảm ngộ cùng tâm đắc của lão về kiếm đạo ra, còn có một số ký ức về huyễn giả đại lục, ví dụ như mộ của Minh Thần ở chốn Cửu U, còn có một số địa phương như Võ Thần Sơn, Kiếm Hoàng Sơn, Tổ sư Kiếm Tông đều có ký ức về những địa phương này. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái gọi là kiếm hồn. Thì ra kiếm hồn có chỗ giống với kiếm ý, cả hai đều là hình thức ý niệm, chỗ khác nhau là kiếm hồn tạo thành từ hồn niệm. Nói đơn giản một chút, muốn nắm giữ được kiếm hồn trước tiên nhất định phải nắm giữ được kiếm ý. Bởi vì tu luyện hồn phách cần phải có phương pháp tu luyện hồn phách và kiếm ý phụ trợ. Công pháp hồn phách, bên trong ký ức của Tiêu Dao Tử có, kiếm ý, hắn cũng có. Còn lại chỉ là tu luyện và vân đê thời gian. Đột nhiên, Dương Diệp xoay người, chỉ thấy ở cách đó không xa, Tô Thanh Thi không biết từ khi nào đã đứng đói. Dương Diệp đi tới, vươn tay ra nắm lấy tay Tô Thanh Thi, Tô Thanh Thi hơi giãy giụa, thấy không giãy ra được thì đành để mặc Dương Diệp nắm tay mình. Nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng có Dương Diệp có chút cảm khái, từng có lúc, hắn vô số lần muốn được ôm nữ tử trước mắt này vào lòng. Hiện tại cuối cùng đã có thể làm được, đương nhiên đối với nàng ta, trong lòng hắn vẫn ít nhiều có chút áy náy, bởi vì hắn chung quy không thể một lòng một dạ. Tuy ở đại lục ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường, nhưng thử hỏi xem, có nữ nhân nào nguyện ý cùng chung một đạo lữ với người khác? Hơn nữa còn là một nữ nhân bất kể là dung mạo hay là thực lực đều không thể bới móc. Có điều lúc này hắn trừ áy náy ra thì cũng chỉ có thể là áy náy, bởi vì bảo hắn vứt bỏ Hiểu Vũ Tịch hay là Tô Thanh Thị, đây đều là điều không thể. Lắc đầu, Dương Diệp quét sạch những suy nghĩ trong đầu, giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này. Hiện tại hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tới được bao lâu rồi? Dương Diệp hỏi. Tô Thanh Thị khẽ lắc đầu, sau đó nói. Cảm ơn. Dương Diệp biết cái gọi là cảm ơn của nàng ta là ám chỉ điều gì, lập tức ra vẻ không vui nói. Thanh Thi, giữa chúng ta có cần khách khí vậy không? Ta cảm ơn thay kiếm tông. Tô Thanh Thi nói. Dương Diệp cười khẽ, nói. Vậy thì càng không cần thiết, ta sở dĩ đứng ra phối hợp với tiền bối, là vì không muốn nhìn thấy nàng thương tâm và đau khổ chứ không phải là vì kiếm tông. Nếu không phải vì nàng, ta rất có thể còn âm thầm giết mấy đệ tử của kiếm tông cho hả giận. Nên nhớ năm đó kiếm tông đã đối đãi với ta như thế nào. Tô Thanh Thi nắm tay Dương Diệp, nhìn Dương Diệp rồi nhẹ giọng nói. Không có nữa đâu, sau này kiếm tông ai dám gây bất lợi cho ngươi, ta sẽ giết hắn. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng tại lộ ra vẻ chém định chặt sắt. Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó nói đùa. Nếu phụ thân nàng muốn gây bất lợi cho ta thì sao?
vậy ta sẽ rời khỏi kiếm tông cùng ngươi. Tô Thanh thì chủ động vươn hai tay ra ôm lấy eo Dương Diệp, tựa đầu vào lòng hắn, nói khẽ. Vào giây phút ngươi đứng ra, ta biết, ta rất quan trọng trong lòng ngươi, ngươi vì ta, có thể thay đổi bản thân, khiến bản thân ủy khuất. Giây phút đó, ta biết, ta không nhìn lầm người. Từ nay về sau, trong lòng ta, ngươi và con của chúng ta là số một, những cái khác ta không muốn quản nữa. Dương Diệp rất cảm động, đột nhiên, hai mắt hắn trợn to, đẩy nhẹ Tô Thanh Thi ra, kinh ngạc nói. Con, Thanh Thi, con là thế nào? Sắc mặt Tô Thanh Thi ửng đỏ, sau đó giữ chặt tay Dương Diệp đặt lên bụng nàng ta. Khi chạm vào bụng Tô Thanh Thi, cả người Dương Diệp lập tức ngây ngốc. Cho dù cách một lớp áo, Dương Diệp vẫn có thể cảm nhận được sự tròn nhẵn ở bụng của Tô Thanh Thi. Đương nhiên, quan trọng hơn là hắn cảm nhận được phần bụng có hơi nhô lên. Vào lúc này Dương Diệp có cảm giác gì? Hạnh phúc, hưng phấn, tràn ngập một tế bào trên người hắn. Ha ha! Dương Diệp trực tiếp bế Tô Thanh Thi tên, tung người nhảy kên, ngự kiếm bay lên, lúc Dương Diệp vui như một đứa trẻ. Trên mặt Tô Thanh Thi cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Một lúc sau, cơn hưng phấn của Dương Diệp qua đi, tại hạ xuống đất, hai tay ôm lấy eo Tô Thanh Thi, cười hì hì nói. Thanh Thi, chúng ta mới làm một lần mà nàng không ngờ đã có rồi. Nàng quá lợi hại, không, ta cũng quá lợi hại. Sắc mặt Tô Thanh Thi lại đỏ lên, hai tay nắm chặt tay Dương Diệp, đối với kiểu đùa này của Dương Diệp, nàng ta vẫn có chút không thích ứng, có điều trong lòng cũng không thấy phản cảm. Dương Diệp còn chuẩn bị nói gì đó thì lúc này không gian ở trước mặt hắn dao động, một tin tức truyền vào trong đầu hắn. Đây là truyền âm phù. Một hồi sau, nụ cười trên mặt Dương Diệp chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Sao thế? Tô Thanh Thi hỏi nhỏ. Đế quốc Đại Tần động thủ rồi. Dương Diệp thở hắt ra một hơi, hắn cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Sau khi Nguyên Môn, Bách Hoa Cung cùng với Quý Tông thua chạy khỏi Kiếm Tông, Đế quốc Đại Tần đột nhiên cử binh trăm phát động công kích với năm tông còn lại ngoài Kiếm Tông. Vô số cường giả từ đế đô ùn ùn kéo ra, chậm rãi tiến về phía năm tông. Đồng thời, Thủy Hoàng bắt đầu xuống tay với các thế gia có quan hệ với sáu đại tông môn ở trong Đế quốc Đại Tần, trong một đêm, mấy vạn thế gia bị diệt môn. Trong nhất thời, toàn bộ Nam vực đại loạn. Nhận được tin tức Đế quốc Đại Tần bắt đầu động thủ, Dương Diệp lập tức từ biệt Tô Thanh Thi, trở lại Thập Vạn Đại Sơn, sau đó dẫn hơn 40 cường giả tôn giả cảnh, 30 huyền thú tôn cấp và hơn 100 huyền thú linh cấp tiến về phía Bách Hoa Cung. Một ngày sau, đám người Dương Diệp tới gần Bách Hoa Cung, dưới đề nghị của Thú Hoàng, Dương Diệp không dẫn mọi người trực tiếp giết lên Bách Hoa Cung, mà để Thú Hoàng dẫn hắn tới Tuyệt Tình Nhai. Bởi vì đại binh của Đế quốc Đại Tần không biết vì nguyên nhân gì, không tấn công Bách Hoa Cung mà đóng quân ở ngoài một tòa thành thị cách Bách Hoa Cung ngàn dặm. Lúc này Bách Hoa Cung có thể nói là như gặp đại địa, toàn bộ địa bàn Bách Hoa Cung, cứ cách mấy trượng lại có một đệ tử Bách Hoa Cung trấn thủ. Ngoài ra, đại trận của Bách Hoa Cung cũng đã được khởi động, dù một con muỗi tiến vào Bách Hoa Cung cũng sẽ bị phát hiện. Có điều dưới sự dẫn dắt của Thú Hoàng, Dương Diệp không kinh động tới bất kỳ ai của Bách Hoa Cung mà vẫn tới được Tuyệt Tình Nhai. Ngươi đi xuống đi. Nhìn Tuyệt Tình Nhai âm u, Thú Hoàng nói. Bên trong Tuyệt Tình Nhai này hình như có một loại cấm chế, ta nếu đi xuống, với thực lực của ta, cấm chế này sẽ không chịu nổi, như vậy nhất định sẽ kinh động tới cường giả Bách Hoa Cung. Dương Diệp gật đầu, đang chuẩn bị đi xuống thì Thú Hoàng lại nói. Đi xuống, phải thật cẩn thận, bởi vì ta cảm nhận được đường trong Bách Hoa Cung có hai đạo khí tức mờ mịt, hơn nữa có rất bá đạo. Nếu kinh động bọn họ, lại thêm Bách Hoa đại trận, trong Bách Hoa Cung này chỉ sợ dù là ta cũng không thể bình yên rời đi. Dương Diệp nói. Vãn bối sẽ chú ý. Nói xong, Dương Diệp không do dự nữa, hai tay giang ra, tung người nhảy xuống. Nhìn thấy Dương Diệp nhảy xuống Tuyệt Tình Nhai, sắc mặt Thú Hoàng trở nên ngưng trọng, mắt nhìn về phía Bách Hoa Cung, thấp giọng nói. Trừ hai đạo khí tức này, vì sao ta còn cảm nhận được một đạo khí tức như có như không, chỉ là Bách Hoa Cung sao có thể có bốn cường giả hoàng giả cảnh. Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác à? Nghĩ nghĩ một lúc, chân mày Thú Hoàng trao lại. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp hai chân chạm đất. Chung quanh là một mảng âm u. Vô số gió lạnh thổi quét trong không trung, có điều những âm phong này không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Ngược lại, hắn phát hiện,
vào thời khắc hắn bay xuống, âm sát Hàn Phong nơi đây không ngờ bị cửu U Hàn Phong trên người hắn hấp thu. Dương Diệp thu cửu U Hàn Phong lại, tuy những âm sát Hàn Phong này có thể bị hấp thu, nhưng đây không phải là mục đích hắn đến nơi này. Quan sát bốn phía, thân hình Dương Diệp khẽ động, lướt về phía trước. Rất nhanh, một dãy cột đen xì xuất hiện bên trong tầm mắt Dương Diệp. Trên cột treo rất nhiều người, có người còn sống, nhưng phần lớn đều đã chết, hơn nữa thi thể đã thối rữa. Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp dừng ở trên một cây cột cực lớn ở chính giữa, khi nhìn thấy người bị trói trên cột, hai tay Dương Diệp lập tức siết chặt lại. Khi Dương Diệp đi đến giữa cây cột này, trên mặt Dương Diệp bất chi bất giác đã phủ đầy nước mắt. Phương Ngọc lúc này sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bị các loại xích sắt đen xì khắc đầy phù văn trói chặt, chung quanh âm sát Hàn Phong không ngừng càn quét lên người bà ta. Ở trên mặt bà ta lại có một vết roi đỏ chót giống như rết. Tay đang vươn về phía Phượng Ngọc của Dương Diệp khựng lại trên không, đau đớn nhắm chặt hai mắt lại. Khi mở ra, mắt đã đỏ rực, tỏa ra kiếm ý sát lục khiến cho âm sát Hàn Phong chung quanh trong nháy mắt bị tiêu diệt. Lúc này, Phượng Ngọc đột nhiên từ từ mở mắt, khi nhìn thấy Dương Diệp, Phượng Ngọc cả người ngây ra, sau đó nói với vẻ không xác định. Diệp Nhi à! Dương Diệp bước về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt Phượng Ngọc, nhếch miệng cười gượng, nói. Là ta đây, mẫu thân người đừng nói gì, để ta cứu người ra trước đã. Nói xong, Dương Diệp khẽ động, long cốt kiếm xuất hiện ở trong tay, khi hắn chuẩn bị chặt đứt xiềng xích trên người Phượng Ngọc thì Phượng Ngọc đột nhiên hô lên. Chậm đã! Thấy Dương Diệp dừng lại, trong mắt đầy nghi hoặc sắc, Phượng Ngọc lại nói. Xích này được tạo ra ra từ huyền thạch địa cấp, vô cùng cứng rắn, hơn nữa bên trên lại có phủ văn, Diệp Nhi, người căn bản không chặt đứt được đâu. Dương Diệp nói, mẫu thân cứ yên tâm, kiếm trong tay ta được tạo thành từ xương của rồng, vô cùng cứng rắn, muốn chém đứt xích này rất dễ dàng. Nói xong, Dương Diệp lại giơ kiếm định chém. Mà Phương Ngọc lại lắc đầu, ngăn cản Dương Diệp, nói. Xích này không chém được, bởi vì một khi chặt đứt xích sắt, nhất định sẽ kinh động tới người của Bách Hoa Cung, với thực lực tiên thiên của ngươi, hả? Nói đến đây, trong mắt Phượng Ngọc hiện ra vẻ khiếp sợ, nói. Diệp Nhi ngươi đã trở thành cường giả linh giả cảnh rồi à? Dương Diệp gật đầu, nói. Mẫu thân, ta hiện tại có thực lực cứu người ra ngoài, xích sắt này không làm khó được ta đâu. Ta khuyên người đừng chặt đứt xích sắt này. Người lên tiếng không phải là Phượng Ngọc, mà là một nữ tử cách bên cạnh ba trượng, nữ tử này khoảng 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sa sút, hai mắt lại ảm đạm vô thần, ngay cả khi nói chuyện thanh âm cũng hữu khí vô lực, giống như sắp tắt thở rồi vậy. Chỉ nhìn đối phương một cái là Dương Diệp biết, đối phương đã cách cái chết không còn xa. Nghĩ vậy, đồng tử Dương Diệp đột nhiên co rút lại, quay đầu nhìn về phía Phượng Ngọc, bởi vì trạng thái của mẫu thân hắn lúc này không ngờ cũng tương tự như nữ tử đó. Lúc trước do quá kích động nên hắn không chú ý thấy. Ta không biết người vào bằng cách nào, nhưng ta muốn nói với người rằng, trong xích sắt này giấu truyền âm phù, người nếu chặt đứt xích sắt, truyền âm phù trong xích sắt sẽ nổ tung, không tới mấy hơi thở, cường giả Bách Hoa Cung sẽ chạy tới. Đến lúc đó, đừng nói là cứu mẫu thân người, ngay cả bản thân người cũng phải bỏ mạng tại đây. Nữ tử lúc trước vừa lên tiếng lại nói. Nàng ta nói không sai. Phượng Ngọc nói, Diệp Nhi, mẫu thân có thể gặp lại ngươi một lần, cho dù lúc này có chết cũng không tiếc. Ngươi nếu thật sự suy nghĩ cho mẫu thân thì mau đi đi, sau đó dẫn tiểu giao rời khỏi Nam Vực, vĩnh viễn đừng về Nam Vực nữa. Dương Diệp lắc đầu, nói, mẫu thân, tính cách của ta người còn không hiểu à? Người cảm thấy ta có thể bỏ mẫu thân sao? Ta cố gắng cả đời chính là có thể khiến cả nhà ta đoàn tụ. Chỉ cần cứu được người ra rồi. Nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rời khỏi Nam Vực, tới nơi khác sống, không quay lại Nam Vực này nữa, được chứ? Trong mắt Phượng Ngọc đã ngân ngấn nước mắt, nói. Thằng bé ngốc, nội tình của Bách Hoa Cung ngươi có thể đối kháng được sao? Ngươi giờ đi ngay vẫn còn kịp, nếu để bọn họ phát hiện, ngươi dù muốn đi cũng không được đâu. Dương Diệp lắc đầu, không nói nhiều nữa, vung kiếm chém một phát, keng một tiếng. Xích sắt trên người Phượng Ngọc theo tiếng mà đứt. Cùng lúc đó, bên trong hiện ra một gợn sóng vừa hiện ra, một đạo kiếm quang màu tím lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt đã chém nát gợn sóng.
không xích sắt chói, Phượng Vũ lập tức ngã xuống đất, Dương Diệp vội vàng đỡ lấy bà ta, sau đó lấy ra một viên đá năng lượng siêu phẩm cho Phượng Ngọc, để bà ta hấp thu huyền khí. Kiếm nhanh quá. Lúc này nữ tử vừa lên tiếng trước đó nói với vẻ khiếp sợ. Nàng ta không ngờ kiếm của Dương Diệp lại nhanh tới vậy, ngay cả quỹ tích của truyền âm phù cũng có thể bắt giữ được, đồng thời chém tan. Dương Diệp đỡ Phượng Ngọc ra ngoài, nhưng còn chưa đi được mấy bước, một nữ tử đã xuất hiện cách Dương Diệp không xa. Khi nhìn thấy nữ tử này, trong mắt Dương Diệp bùng sát ý. Nữ tử này hắn nhận ra, phải nói là vĩnh viễn sẽ không quên, bởi vì nữ nhân này chính là nữ nhân đã ngược đãi mẫu thân mà hắn nhìn thấy trong kính không gian. Ngươi là người phương nào, sao dám tự tiện xông vào cấm địa của Bách Hoa Cung? Hai mắt Lãnh Ngọc híp lại, trong mắt cũng đầy sát ý. Nàng ta vốn là muốn đến tuyệt tình nhai này để phát tiết, tìm kiếm lạc thú từ trên. Người những phạm nhân này, dù sao đây cũng là lạc thú duy nhất trong mỗi ngày của nàng ta hiện tại. Chỉ là nàng ta không ngờ, tuyệt tình nhai không ngờ có người ngoài tới, hơn nữa còn là một nam nhân. Rất nhanh, ánh mắt Lãnh Ngọc dừng ở trên người Phượng Ngọc. Khi nhìn thấy Phượng Ngọc, sắc mặt Lãnh Ngọc trầm xuống, nói. Hay cho Phương Ngọc ngươi, không ngờ có người tới cứu ngươi, càng không ngờ còn bảy à một nam nhân trẻ tuổi, chẳng lẽ đây cũng là tình nhân của ngươi? Chậc chậc, Phượng Ngọc, bản sự câu dẫn nam nhân của người cao thật đấy. Lãnh Ngọc tất nhiên không sợ Dương Diệp, bởi vì nàng ta liếc một cái liền nhìn ra Dương Diệp chỉ là một huyền giả linh giả cảnh, mà nàng ta hiện tại đã là linh giả cảnh bát phẩm. Đột nhiên, Lãnh Ngọc biến sắc, bởi vì Dương Diệp trực tiếp biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã tới trước mặt nàng ta. Lãnh Ngọc kinh hãi vô cùng, đây là tốc độ gì thế? Ngay khi nàng ta chuẩn bị né tránh thì một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện ở bốn phía của nàng ta, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, Lãnh Ngọc lập tức cảm thấy giống như có một ngọn núi lớn đè lên người, khiến nàng ta không thở nổi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp lại trực tiếp tóm lấy cổ Lãnh Ngọc, Dương Diệp không bẻ gãy cổ Lãnh Ngọc. Nghĩ tới lúc trước nữ nhân trước mắt này dùng roi đánh mẫu thân, trong mắt Dương Diệp giống như có biển máu, sát ý cơ hồ đã hóa thành thực chất, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi ngay đâu, ngươi khiến mẫu thân ta phải thống khổ, ta sẽ trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần cho ngươi, sau khi ngươi chịu hết tra tấn ra, ta sẽ luyện chế ngươi thành kiếm nô, sau đó bán vào trong ký viện của đế quốc Đại Tần, khiến ngươi đời đời kiếp kiếp phải ở đó làm kỹ nữ. Dứt lời. Dương Diệp mặc kệ Lãnh Ngọc trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, tâm niệm khẽ động, trực tiếp bảo kiếm linh của vỏ kiếm cổ thu nữ nhân này vào trong không gian của vỏ kiếm cổ, để kiếm linh trấn áp. Diệp Nhi, ngươi! Phượng Ngọc nhìn Dương Diệp với vẻ khiếp sợ, Lãnh Ngọc đó chính là cường giả linh giả cảnh bát phẩm. Mà ở trong tay con trai mình không ngờ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có đã bị bắt giữ, đây thật là con trai mình sao? Còn nữa, trong tay mình đây tám ả đá năng dưỡng siêu phẩm trong truyền thuyết mà. Lúc này, Phương Ngọc như không quen Dương Diệp. Dương Diệp cũng không định giải thích với Phượng Ngọc, hiện tại không phải là lúc. Khi hắn chuẩn bị dẫn Phượng Ngọc rời đi thì đột nhiên một phụ nhân mặc cung trang xuất hiện trước mặt bọn họ. Khi nhìn thấy phụ nhân này, Dương Diệp rùng mình trong lòng. Cường giả hoàng giả cảnh. Đúng lúc này, Thú Hoàng cũng xuất hiện. Thú Hoàng lúc này trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn biết, Dương Diệp xuống gặp mẫu thân hắn rồi nhất định sẽ liều lĩnh cứu người. Sau đó nhất định sẽ kinh động tới người của Bách Hoa Cung. Quả nhiên, đúng như hắn đoán, đã kinh động tới Bách Hoa Cung rồi, hiện tại, phiền toái tới rồi. Ngươi chính là Dương Diệp. Phụ nhân nhìn thoáng qua Thú Hoàng, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Dương Diệp. Đúng. Dương Diệp không chút yếu thế nhìn thẳng vào đối phương, bất kể là như thế nào, hôm nay nhất định phải cứu mẫu thân. Diệp Nhi, không được vô lễ, đây là sự tổ của mẫu thân. Lúc này, Phượng Ngọc đột nhiên nói khẽ Dương Diệp một câu, sau đó đi tới trước mặt phụ nhân, đang chuẩn bị hành lễ với phụ nhân. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Diệp lại vội vàng kéo Phượng Ngọc lại. Nói, mẹ, sư tổ gì chứ, có sư tổ không cứu đồ tôn của mình sao? Bà ta không đáng để người phải quỳ. Phượng Ngọc lắc đầu, nói, nếu không phải sư tổ ở Bách Hoa Cung, ta ngày đó khi bị dẫn về Bách Hoa Cung đã bị lăng trì xử tử. Giam cầm hồn phách. Và lại, là mẹ đã cô phụ sự kỳ vọng của sư tổ và sư phó năm đó, là mẹ có lỗi với họ, bọn họ không mắc nợ gì ta cả. D. Nói xong, Phượng Ngọc chậm rãi vái phụ nhân đó. Khi Phượng Ngọc muốn quỳ xuống,
Một cỗ kình phong nhu hòa thổi vào người Phượng Ngọc ngay cả quỳ cũng không nổi. Lúc này ngươi đã không phải đệ tử của Bách Hoa Cung, hơn nữa ngày đó ta đã triệt để cắt đứt quan hệ với ngươi và sư phó của ngươi rồi, ngươi không cần phải quỳ với ta. Phụ nhân nói. Phượng Ngọc cười chua chát, cũng không kiên trì nữa. Lúc này, ánh mắt phụ nhân đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Quả nhiên như lời đồn, chính là kỳ tài kiếm đạo, tuổi còn nhỏ mà ngờ có thể kiếm tâm thông minh, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý sát lục, cái hiếm có là căn bản cũng vững chắc như vậy, đồng thời đoạt được một lần đệ nhất tiềm long bảng cho Nam Vực, Phượng Ngọc sinh được một nhi tử tốt. Nói xong, phụ nhân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thú Hoàng ở bên cạnh, nói. Thú Hoàng, ta nghĩ không thông, ngươi vì sao muốn giúp hắn, có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Thú Hoàng lắc đầu nói. Thiên niệm từ, tất cả đều xong rồi. Nếu độ tôn của ngươi không bị Bách Hoa Cung tra tấn đến mức này, ta có lẽ sẽ nói ra nguyên nhân với ngươi, sau đó thì bảo Bách Hoa Cung của ngươi phá bỏ hiềm khích xưa. Nhưng đáng tiếc là hết rồi, thật sự là hết rồi. Thiên niệm từ, ta có thể đảm bảo, nhiều nhất là trăm năm, có lẽ còn sớm hơn. Bách Hoa Cung ngươi tuyệt đối sẽ biến mất khỏi thế gian này. Hai mắt phụ nhân híp lại, đang chuẩn bị nói gì, nhưng mà Dương Diệp lúc này lại đột nhiên nhìn về phía Thú Hoàng, nói. Tiền bối, ngươi nói hết rồi có nghĩa là sao? Thú Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, trầm mặc không nói gì. Dương Diệp định hỏi tiếp thì lúc này, phụ nhân đó lại đột nhiên nói. Các ngươi đi đi. Dương Diệp ngây ra. Người trước mắt này không ngờ muốn thả bọn họ đi. Thế là sao? Khi Dương Diệp đang nghi hoặc khó hiểu thì phụ nhân đó nhìn thoáng qua Phượng Ngọc, sau đó thân thể run khẽ, biến mất. Dương Diệp nhìn về phía Thú Hoàng, hy vọng có được đáp án. Diệp Nhi, chúng ta đi thôi. Lúc này, Phượng Ngọc đột nhiên nắm chặt tay Dương Diệp, nói. Mẹ nhớ Tiểu Giao, dẫn mẹ đi gặp Tiểu Giao, được không? Nghe vậy. Dương Diệp cố nén nghi hoặc trong lòng và dự cảm không tốt lúc trước, nói. Vâng, chúng ta về nhà. Khi ba người Dương Diệp đi rồi, ở Tuyệt Tình Nhai xuất hiện ba phụ nhân mặc cung trang. Thiên niệm từ, người không nên để cho họ chạy. Một phụ nhân trong đó có chút bất mãn nhìn Thiên niệm từ, lúc trước nếu không phải bà ta ngăn cản, với sức của ba người bọn họ, cho dù có Thú Hoàng, bọn họ cũng hoàn toàn có thể diệt sát mẹ con Dương Diệp. Thiên Huệ. Ngươi cảm thấy chúng ta lại ra tay thì còn có ý nghĩa sao? Thiên niệm từ hờ hững nói. Tuy Phương Ngọc là đệ tử của mạch ta, nhưng nàng ta chung quy vẫn làm trái với cung quy, giữ cho nàng ta sống đến bây giờ, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Sở dĩ thả bọn họ đi, không phải nhớ tình xưa, mà là lúc này chúng ta thật sự không cần thiết phải liều chết với Thú Hoàng. Liều chết với Thú Hoàng, ta không thấy vậy. Thiên Huệ hừ lạnh một tiếng, nói. Ta không biết Thú Hoàng vì sao muốn giúp hai mẹ con họ, nhưng ta không cho rằng Thú Hoàng sẽ vì hai mẹ con họ mà liều chết với chúng ta. Ta không tin Dương Diệp có thể đưa ra thứ gì đó khiến Thú Hoàng không ngại khai chiến với Bách Hoa Cung. Thiên niệm từ lắc đầu nói. Thú Hoàng nếu chỉ đến giúp Dương Diệp cứu mẫu thân hắn, vậy cứ để hắn cứu đi. Lúc này chính là lúc Bách Hoa Cung lâm đại địch, thật sự không nên xảy ra bất trắc gì. Và lại, đúng như lời Thú Hoàng. Lúc này cho dù bọn họ cứu được Phượng Ngọc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Thiên Huệ trầm ngâm một lát, sau đó trong mắt lóe hàn quang, nói. Nhưng Dương Diệp đó thì đáng chết, thiên phú kiếm đạo của hắn đã có thể so với tổ sư của kiếm tông, cho hắn thời gian trưởng thành, ngày sau nhất định sẽ trở thành đại địch của Bách Hoa Cung ta. Hắn không có cơ hội trưởng thành. Người lên tiếng là phụ nhân đứng giữa Thiên Niệm Từ và Thiên Huệ. Hai người các ngươi đều nói không sai. Chúng ta lúc này đích xác không nên trở mặt với Thú Hoàng. Tuy Bách Hoa Cung ta không sợ hắn, đương nhiên, việc này cũng không thể cứ vậy bỏ qua. Chờ diệt Đại Tần rồi, chúng ta sẽ tới Thập Vạn Đại Sơn tìm hắn tính món nợ hôm nay. Còn Dương Diệp đó nữa, tạm thời cứ để hắn sống thêm một đoạn thời gian đi. Thiên Phú có tốt tới mấy thì cũng chỉ là linh giả cảnh mà thôi, giết hắn là chuyện rất dễ dàng. Nghe phụ nhân này nói vậy. Thiên Huệ và Thiên Niệm Từ cũng không phát biểu ý kiến của mình, chỉ gật đầu ra vẻ đồng ý. Hiển nhiên, ba người lấy phụ nhân này làm chủ. Lần này người nào của Đại Tần dẫn binh tới tấn công Bách Hoa Cung ta? Phụ nhân này đột nhiên hỏi. Bạch Khởi, Lý Tư. Thiên Huệ trầm giọng nói. Không lâu trước, hai người này đã bước vào hoàng giả cảnh,
hai người đều cầm đạo khí trong tay, rất khó đối phó. Nghe vậy, hai mắt người phụ nữ híp lại, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, bà ta đương nhiên không xa lạ gì với hai người này, đây chính là tâm phúc chân chính của Thủy Hoàng. Thiên Huệ hừ lạnh một tiếng, nói. Lần này Thủy Hoàng phái hai người này đến, cũng thật là coi trọng Bách Hoa Cung ta. Muốn diệt Bách Hoa Cung, hắn gảy nhầm bàn tính rồi, lần này Bách Hoa Cung nhất định phải khiến toàn bộ chó săn của Đại Tần đến Bách Hoa Cung phải có đến mà không có về. Ta cũng rất muốn xem Lý Tư cùng Bạch Khởi và những binh lính Đại Tần này chết ở Bách Hoa Cung, Thủy Hoàng đó sẽ có vẻ mặt gì. Không thể lơ là. Phụ nhân trầm giọng nói. Ta không tin Thủy Hoàng không nhìn thấu tính toán của năm tông chúng ta, nhìn thấu rồi mà hắn vẫn lựa chọn động thủ, hiển nhiên, hắn cũng như chúng ta, đều có lòng tin đối với bản thân. Tuy không biết con bài chưa lật và lòng tin của hắn rốt cuộc là đến từ đâu, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, không thể lơ là. Thiên Huệ bĩu môi, nhưng không dám phản bác, chỉ gật đầu với vẻ không tình nguyện, trong lòng lại thầm nghĩ, sư tỷ đúng là càng sống lâu gan càng nhỏ. Thiên Hoa Cốt Thiên Tiên Tử trước kia dám giết đệ tử Nguyên Môn, dám chống đối với sư phó đâu mất rồi. Được sự giúp đỡ của Thú Hoàng, Dương Diệp không tốn bao nhiêu thời gian đã tới đế quốc Đại Tần. Trên đường đi, không thấy cường giả của Bách Hoa Cung đuổi giết, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã quyết định, chờ sau khi gặp Tiểu Giao rồi sẽ lập tức dẫn Tiểu Giao và mẫu thân rời xa Nam Vực, đương nhiên, còn cả Tô Thanh Thi và Tần Tịch Nguyệt nữa. Chuyện của Nam Vực. Hắn thật sự không muốn tham gia, từ trước tới giờ, cái hắn muốn chỉ là người nhà được đoàn tụ. Nghĩ đến những tháng tương lai, trên mặt Dương Diệp bất giác hiện ra nụ cười hạnh phúc trước nay chưa từng có. Khi Dương Diệp vừa định vào đế đô, Phượng Ngọc nằm trên lưng hắn đột nhiên nói. Diệp Nhi, còn bao lâu nữa thì gặp được Giao Nhi? Nhanh thôi! Dương Diệp vội vàng nói. Chúng ta đã đến đế đô, Tiểu Giao ở nghiệp đoàn Phù Văn Sư đế đô. Có sư phụ Lâm Sơn của ta ở đó, tại đế đô không ai có thể bắt nạt được nàng ta cả. Không còn kịp rồi. Phượng Ngọc lắc đầu, nói. Diệp Nhi, đỡ ta xuống, ta có điều muốn nói với người. Nghe thấy lời nói của Phương Ngọc, Dương Diệp dừng chân, trong dòng đột nhiên dâng lên cảm giác hoang mang sợ hãi, cảm giác này nháy mắt đã tràn ngập toàn thân. Dương Diệp áp chế cảm giác đó trong lòng, mặt gượng cười, nói. Mẫu thân, gì mà không kịp. Người không sao đâu, không sao đâu, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy Thiếu Giao. Nói xong, không biết vì sao, nước mắt Dương Diệp không nên được mà chảy xuống. Phượng Ngọc vươn tay ra lau nước mắt trên mặt Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Mẫu thân không nói với ngươi, kỳ thật, mẫu thân sớm đã chết rồi. Thế là sao? Dương Diệp có chút bối rối nói. Mẫu thân, người rõ ràng vẫn sống sờ sờ mà, sao có thể nói là đã chết rồi? Nàng ta quả thật đã chết rồi. Không biết từ lúc nào, Thú Hoàng đã xuất hiện. Tiền bối, ngươi nói vậy là sao? Ánh mắt Dương Diệp có chút bất thiện, trong giọng nói mang theo cửa giận. Tuông cơ thể nàng ta đã hoàn toàn không còn sinh cơ, hồn phách cũng là cố gắng tụ tập mà thành, tuy nhìn như người sống, nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối. Bởi vì trong cơ thể nàng ta đã có tử khí, chỉ cần bí pháp tụ tập hồn phách nàng ta tiêu tán, nàng ta sẽ biến thành người chết thật sự. Hơn nữa, còn là hồn phi phách tán, không thể vào luân hồi. Ha ha, Bách Hoa Cung này đúng là độc ác thật, giết người ta rồi mà ngay cả cơ hội luân hồi cũng không cho người ta. Thú Hoàng nói, thực lực của tiền bối thật mạnh. Phượng Ngọc nói, Thú Hoàng lắc đầu, đứng sang bên không nói gì. Phượng Ngọc vuốt ve hai má Dương Diệp, nói, Bách Hoa Cung cung quy xâm nghiêm, bọn họ sẽ không để người vi phạm cung quy còn sống. Đừng báo thù cho mẹ. Ít nhất thì là trước khi ngươi chưa có đủ thực lực, hiểu chưa? Mẹ có thể gặp lại ngươi một lần đã rất thỏa mãn rồi, cho dù có hồn phi phách tán thì mẹ thật sự vẫn rất thỏa mãn. Không, không. Dương Diệp đau đớn lắc đầu, nói. Ta sẽ cho để người chết, không đâu, ta nhất định có thể cứu người. Chúng ta đi tìm Tiểu Giao, cả nhà chúng ta phải đoàn tụ, không ai có thể chia tách chúng ta, không ai có thể. Dương Diệp nhìn về phía Thú Hoàng, gấp giọng nói. Tiền bối, người nếu biết bí pháp đó của Bách Hoa Cung, chắc có biện pháp phá giải nó, đúng không? Đúng không? Thú Hoàng lắc đầu, nói. Phá giải bí pháp cũng vô dụng, bởi vì, hồn phách của nàng ta đã tán hết rồi, lúc này phá vỡ bí pháp đó sẽ chỉ khiến mẫu thân ngươi lập tức tiêu tán trong thiên địa. Đương nhiên,
không phá giải cũng vô dụng, bởi vì trong cơ thể nàng ta đã có tử khí, nói cách khác, thiên địa này đã coi nàng ta là người chết. Thế gian này ai có thể nghịch thiên đoạt mệnh chứ? Nghe thấy bốn chữ nghịch thiên cải mệnh, Dương Diệp nghĩ tới Tiểu Tuyền Qua, nghĩ tới tiểu cô nương kia, khi hắn chuẩn bị nhờ Tiểu Tuyền Qua và tiểu cô nương giúp đỡ, giọng nói của tiểu cô nương đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Ngươi đừng có cầu ta, bởi vì ta cũng bất lực thôi. Sinh cơ trong cơ thể nàng ta đã hoàn toàn không còn, đồng thời đã xuất hiện tử khí, với năng lực của Tiểu Tuyền Qua và ta lúc này, căn bản không thể cứu được mạng nàng ta. Vũ Tịch lúc đó chẳng phải đã không có sinh cơ, ngươi không phải đã nghịch thiên cải mệnh cho nàng ta sao? Dương Diệp vội hỏi. Tình huống của nàng ta khác, nàng ta chỉ là sắp không còn sinh cơ. Hơn nữa trong cơ thể nàng ta cũng chưa có tử khí, cho nên cứu nàng ta chỉ làm trái với pháp tắc của thế giới này mà thôi. Còn muốn cứu một người đã chết là vi phạm pháp tắc thiên đạo chí cao vô thượng. Vi phạm pháp tắc thiên đạo, cho dù là cường giả thánh giá của thế giới này cũng không làm được. Tiểu Tuyền Qua cũng không làm được à? Giọng nói của Dương Diệp đã có chút điên cuồng, ở trong lòng hắn, Tiểu Tuyền Qua là vạn năng, Tiểu Tuyền Qua sao có thể không làm được? Sao có thể? Không làm được, phải nói là hiện tại không làm được, trừ khi người hiện tại có thể triệt để nắm giữ nó, lợi dụng năng lực của nó, nghịch chuyển âm dương. Nhưng, người lúc này căn bản không thể nắm giữ được Tiểu Tuyền Qua. Dương Diệp ngồi bệt xuống đất, ngay cả Tiểu Tuyền Qua cũng bất lực, chẳng lẽ mẫu thân thật sự phải chết đi như vậy sao? Nghĩ vậy, trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm ý sát lục sắc bén, một hồng mang từ trong thân thể hắn từ từ tỏa ra, mà cùng lúc đó, hai mắt Dương Diệp cũng bắt đầu đỏ rực, giống như nhập ma. Bên trong hồng mang giống như mang theo sát ý ngập trời, thổi quét ra xa, đi qua đâu, mặt đất lập tức lộ ra một rãnh rộng hơn 2 trượng, dài tới mấy chục trượng. Nhưng mà hồng mang không tiêu cô tán trong không trung, cứ vậy ở trên xa xa không ngừng tàn sát bừa bãi. Sát ý bát trọng. Ở bên cạnh, Thú Hoàng nheo mắt lại, hắn không ngờ Dương Diệp vào lúc này lại để thăng kiếm ý sát lục lên tới bát trọng. Bởi vì cỗ hồng mang từ trong thân thể Dương Diệp tỏa ra lúc này chính là biểu hiện của kiếm ý đã thực chất hóa, nói cách khác, ngày sau Dương Diệp chỉ dùng sát ý cũng có thể giết người. Đương nhiên, quan trọng nhất là từ nay về sau, kiếm ý của Dương Diệp có thể ngưng tụ mà không tiêu tán, nói đơn giản một chút chính là Dương Diệp phát ra một đạo kiếm khí được gia trì kiếm ý. Đối thủ cho dù đánh nát kiếm khí của hắn, nhưng kiếm ý trong kiếm khí lại sẽ không tan, trừ khi là thực lực của đối thủ hơn xa hắn. Trước bát trọng, bất kỳ ý niệm nào cũng đều chỉ có thể áp chế đối thủ, trói buộc đối thủ, nhưng sau khi đạt tới bát trọng, uy lực của ý niệm sẽ phát sinh biến hóa về chất. Tóm lại, Dương Diệp lúc này, chỉ sợ cho dù là một số cường giả tôn giả cảnh hắn cũng có thể chạm sát. Bởi vì kiếm ý sát lục bát trọng đã có thể áp chế cường giả tôn giả cảnh. Kiếm ý bát trọng, hơn nữa còn là kiếm ý sát lục, cho dù là một số cường giả tôn giả cảnh tam tứ phẩm chỉ sợ cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Diệp Nhi. Đúng lúc này, Phượng Ngọc kéo tay Dương Diệp, nhẹ giọng hô khẽ, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Tuy không biết Dương Diệp lúc này rốt cuộc bị làm sao, nhưng bộ dạng của Dương Diệp hiện tại thoạt nhìn thật sự là có chút khiếp người. Bởi vì Dương Diệp lúc này không chỉ hai mắt đỏ rực, ngay cả tóc trên đầu cũng phủ lên một tầng hồng mang. Khuôn mặt dữ tợn đó khiến nàng ta nhìn àm tim đập mạnh không thôi. Nghe thấy lời nói của Phượng Ngọc, Dương Diệp lập tức như bị dội nước lạnh, hồng mang trên người như thủy triều rút về trong cơ thể hắn, trong mắt cũng khôi phục vẻ tỉnh táo. Dương Diệp quỳ xuống trước mặt Phượng Ngọc, trên mặt toàn là vẻ dữ tợn và thống khổ, hai hàng nước mắt cũng ngờ cũng ánh lên màu đỏ. Thú Hoàng nhìn hai người, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, để mẹ con Dương Diệp lại. Phượng Ngọc nắm chặt tay Dương Diệp, ôn nhu nói. Ai rồi cũng phải chết, mẫu thân có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi đã rất thỏa mãn rồi. Chỉ là mẫu thân có chút lo lắng cho ngươi và Tiểu Giao, đặc biệt là ngươi, tính tình của ngươi từ nhỏ đã thả gãy chứ không cong, gặp chuyện rất dễ xung động một cái là bất chấp hậu quả. Đáp ứng ta, sau khi ta chết, đừng báo thù cho ta, dẫn Tiểu Giao rời khỏi Nam Vực, vĩnh viễn đừng về Nam Vực, trừ khi ngươi đạt tới hoàng giả cảnh, được chứ? Dương Diệp đau đớn lắc đầu, không nói gì, chỉ là mắt không ngừng rơi lệ. Ngươi muốn ta chết không nhắm mắt sao? Phượng Ngọc có chút tức giận, nàng ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi nàng ta chết rồi Dương Diệp sẽ làm ra những chuyện không lý trí. Tuy bên cạnh Dương Diệp có Thú Hoàng giúp đỡ,
nhưng Bách Hoa Cung chính là một tông môn. Bọn họ nếu chịu trả giá đắt, cho dù có thú hoàng, muốn giết Dương Diệp, cũng không phải là không thể được. Thấy Phượng Ngọc tức giận, Dương Diệp vội vàng nói. Người đừng tức giận, ta đáp ứng người là được, ta đáp ứng người là được. Phượng Ngọc gật đầu hài lòng, sau đó trầm ngâm một thoáng rồi lại nói. Diệp Nhi, người có muốn biết phụ thân ngươi là ai không? Phụ thân, Dương Diệp lắc đầu, đang chuẩn bị nói không muốn thì Phượng Ngọc lại nói ra luôn. Hắn là một đệ tử chi thứ của Dương gia, một trong tứ đại gia tộc của đế quốc Đại Tần. Ta biết ngươi hận hắn, nhưng không còn cần thiết nếu nữa, bởi vì hắn có lẽ đã chết rồi. Nghe thấy câu này, trong lòng Dương Diệp không có chút dao động, bởi vì từ nhỏ đến lớn, trừ lúc bé nhất ra, từ sau khi hắn hiểu chuyện, hắn không hề nghĩ tới phụ thân. Không chỉ hắn, cho dù là Tiểu Giao cũng không nghĩ. Đối với hai huynh muội mà nói, chỉ cần có mẫu thân là đủ rồi. Phượng Ngọc cũng không định nói ra chuyện năm đó, sau khi nói xong những điều này, bà ta nhìn về phía phương xa, trầm mặc một túc, rồi mới tại nói. Mẫu thân vốn không phải đệ tử của Bách Hoa Cung, mà là một thứ nữ của một thế gia lánh đời ở Trung Vực, bởi vì năm đó bị đích nữ của gia tộc hãm hại, không thể không rời xa Trung Vực, từ đó tới Nam Vực. Không ngờ, nháy mắt cái đã hơn 20 năm rồi. Gia tộc lánh đời, không ngờ mẫu thân lại có lai lịch như vậy, Dương Diệp nói. Trong gia tộc còn có người nào mà mẫu thân nhớ thương không? Phượng Ngọc lắc đầu, bà ta nhìn Dương Diệp một cái, do dự một thoáng, sau đó nói. Năm đó bà ngoại người có một tâm nguyện, chính là hy vọng có thể chuyển phần mộ tới từ đường của gia tộc, có được sự thừa nhận của gia tộc. Chỉ đáng tiếc, tâm nguyện này của bà ấy, ta vĩnh viễn không thể hoàn thành. Ta sẽ hoàn thành thay mẫu thân. Dương Diệp cúi đầu, không để Phượng Ngọc nhìn thấy vẻ dữ tợn của hắn lúc này, thấp giọng nói. Hiện tại sao hắn còn chưa nghe ra, mẫu thân hắn là đang dặn dò hậu sự. Nghĩ vậy, huyền khí và sát ý trong cơ thể Dương Diệp không nên được lại sôi trào, giống như tùy thời sẽ xông phá thân thể. Phượng Ngọc gật đầu, nói. Với tiềm lực của Diệp Nhi ngươi, ngày sau nhất định có thể trở thành cường giả một phương. Đến lúc đó gia tộc đó nếu biết được người là con ta, bọn họ nhất định sẽ cho người được nhận tổ quy tông. Nếu thực sự có ngày đó, tự người quyết định, bất kể người đưa ra quyết định gì, mẹ cũng không phản đối. Gia tộc của mẫu thân là... Dương Diệp đương nhiên sẽ không lựa chọn gia nhập gia tộc gì đó, bởi vì từ trong cuộc đàm thoại, hắn đã có thể cảm nhận được mẫu thân thích cái gọi là gia tộc. Chắc là mẫu thân trong lòng khẳng định có oán hận rất lớn đối với gia tộc đó. Mạc gia, mẫu thân vốn tên là Mạc Thi Nhiễm, có điều đó đã là chuyện rất lâu rồi, mẫu thân vẫn thích cái tên Phượng Ngọc hơn. Phượng Ngọc nhẹ giọng nói. Mạc gia, Dương Diệp sửng sốt, nói. Chính là Mạc gia mà Triều gia coi là kẻ địch truyền kiếp. Ngươi sao biết? Phượng Ngọc kinh ngạc nói. Khéo quá, Dương Diệp lắc đầu, sau đó cổ tay khẽ động, gọi Hiểu Vũ Tịch ra. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch đột nhiên xuất hiện. Trong mắt Phượng Ngọc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dương Diệp nắm tay Hiểu Vũ Tịch, nói. Đây là thê tử của ta, cũng là con dâu của người, mà nàng ta là người của Hiểu gia. Nhìn thấy Phượng Ngọc, Hiểu Vũ Tịch có chút nhăn nhó, nghe thấy lời nói của Dương Diệp, sắc mặt nàng ta đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Dương Diệp một cái, sau đó đi tới trước mặt Phượng Ngọc, thi lễ với bà ta, sau đó nói khẽ. Vũ Tịch bái kiến nương nương. Giọng nói tuy rất khẽ, rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Phượng Ngọc ngẩn người, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, nắm chặt tay Hiểu Vũ Tịch, nói. Nữ tử xinh quá, Diệp Nhi nhà ta thật có phúc. Tuy bà ta là người của Mạc gia, nhưng bà ta chưa bao giờ coi mình là con cháu Mạc gia. Cho nên đối với việc Hiểu Vũ Tịch là người của Hiểu gia, bà ta không hề phản cảm hoặc là bất mãn, nàng ta chỉ biết là, đây là thê tử của con trai mình. Giống như là nghĩ tới gì đó. Phương Ngọc nhìn về phía Dương Diệp, nói. Mẫu thân thu hồi lời nói lúc trước, ngươi không cần phải gia nhập Mạc gia, chuyện giữa Mạc gia và Hiểu gia, ngươi đừng tham gia vào. Sau này chiếu cố tốt cho Tiểu Giao, thành gia lập nghiệp, sống cho tốt, vĩnh viễn đừng để bị cuốn vào những cuộc phân tranh, hiểu chưa? Bà ta không muốn con trai mình ngày sau trở thành công cụ giết người của Mạc gia. Hiểu rồi. Dương Diệp gật đầu, Phượng Ngọc không chú ý thấy. Dương Diệp lúc này hai tay đang siết chặt, móng tay đã cắm cả vào trong lòng bàn tay. Vũ Tịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt hiện lên một tia đau lòng,
bởi vì trong lòng bàn tay nàng ta đã dính máu của Dương Diệp, nàng ta biết, Dương Diệp lúc này trong lòng đang đau khổ vô cùng, chỉ là cố nén không phát tác. Hiểu Vũ Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Ngọc, trong lòng lập tức cả kinh, sắc mặt Phượng Vũ lúc này đã trắng bệch, không có một tia huyết sắc, trong mi tâm của bà ta một cỗ tử khí màu đen giống như thực chất, tiêu cự trong mắt cũng đang dần dần tiêu tán. Phượng Ngọc gật đầu hài lòng, sau đó nhìn Hiểu Vũ Tịch, lại nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hàm chứa rất nhiều, có lưu luyến, có tiếc nuối, có áy náy, từ từ, tay bà ta chậm rãi vươn về phía hai má của Dương Diệp, gọi khẽ. Diệp Nhi, Tiểu Giao, tay chậm rãi vươn tới má Dương Diệp, chỉ là tay vừa chạm đến má Dương Diệp thì lại khựng lại, sau đó thì thõng xuống. Dương Diệp vội vàng nắm lấy tay bà ta đặt tay bà ta trên đôi má đã đẫm nước mắt của mình. Hiểu Vũ Tịch đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên đồng tử nàng ta có rút lại, đao cầm trong tay cũng keng một tiếng rơi xuống đất. Bởi vì lúc này trong hai mắt Phượng Ngọc đã không có sắc thái, còn nữa, Phượng Ngọc lúc này cũng không còn hô hấp. Dương Diệp không nổi điên, cứ vậy ngồi xổm trước người Phượng Ngọc. Từ trước kia bước lên kiếm tông, cho đến bây giờ, tất cả cố gắng, tất cả những gì mà hắn làm đều vì muốn người nhà được sống tốt. Nhưng mà hiện tại, mẫu thân đã chết. Bởi vì cái gọi là cung quy mà cung chủ Bách Hoa Cung lập ra vào vạn năm trước mà chết. Đúng là nực cười. Một quy củ do người đã chết từ vạn năm trước định ra mà hại mẫu thân hắn phải chết, đúng là nực cười. Hận, hận vô cùng vô tận, hắn hận người của Bách Hoa Cung, càng hận mình vô năng, hối hận lúc trước vì sao không về Nam vực trước khi mẫu thân bại lộ thân phận. Nếu, đáng tiếc là không có nếu. Hiểu Vũ Tịch cùng Dương Diệp quỳ gối trước mặt Phượng Ngọc. Nàng ta không nói gì, bởi vì lúc này nói gì cũng vô dụng, điều nàng ta có thể làm, chính là quỳ cùng Dương Diệp, cùng chịu khổ với hắn. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đỡ Hiểu Vũ Tịch đứng lên, thu thi thể của Phương Ngọc vào trong tiểu tuyền qua, sau đó nói. Vũ Tịch, giúp ta đến nghiệp đoàn Phù Văn Sư Đế Đô chiếu cố muội muội Tiểu Giao của ta, được không? Chỉ có để nó theo nàng, ta mới thật sự yên tâm. Hiểu Vũ Tịch trầm mặc một thoáng, sau đó nói. Ngươi cẩn thận nhé. Nàng ta biết Dương Diệp là đang tách nàng ta ra, biết Dương Diệp muốn làm gì, nàng ta không khuyên Dương Diệp, bởi vì nàng ta từ trong ánh mắt của Dương Diệp biết được rằng, chuyện hắn quyết định lần này không có bất kỳ ai có thể thay đổi. Cho nên, điều nàng ta có thể làm là ủng hộ hắn. Khóe miệng Dương Diệp phát ra một nụ cười lạnh nói. Yên tâm, ta sẽ sống tốt, ít nhất là trước khi người của Bách Hoa Cung triệt để chết hết. Hiểu Vũ Tịch đi tới trước mặt Dương Diệp, nhẹ nhàng hôn lên môi Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói. Cẩn thận, ngươi nếu chết, ta nhất định sẽ không sống một mình, cho nên, coi như là vì ta, ngươi không được chết, hiểu chưa? Nói xong, thân hình Hiểu Vũ Tịch khẽ động, lướt tới đế đô của đế quốc Đại Tần. Hiểu Vũ Tịch đi rồi, Thú Hoàng lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Ngươi muốn giết lên Bách Hoa Cung à? Thú Hoàng trầm giọng hỏi. Thù giết mẹ, sao có thể không báo? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sát ý không ngừng từ trong cơ thể hắn tỏa ra, khiến cho mặt đất chung quanh nứt ra từng tấc. Thú Hoàng trầm mặc một thoáng, sau đó nói. Với tiềm lực và thiên phú của ngươi, không ngoài trăm năm, chỉ cần trong nháy mắt là có thể tiêu diệt được Bách Hoa Cung. Nhưng hiện tại, bọn họ lại trong nháy mắt có thể diệt người. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cản một vị cường giả hoàng giả cảnh hộ người. Mà hai hoàng giả cảnh còn lại người định đối phó thế nào? Và lại, lúc trước ở Bách Hoa Cung, ta cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ mờ mịt, ta đoán rằng, lần này Bách Hoa Cung có lẽ có âm mưu gì đó. Lúc này thật sự không nên tìm bọn họ liều chết. Tiền bối cản một hoàng giả cảnh là được rồi, còn lại cứ giao cho ta. Dương Diệp nói, ngươi còn có cường giả trợ giúp. Thú Hoàng có chút tò mò nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không trả lời câu hỏi của Thú Hoàng, mà nói. Bách Hoa Cung lúc này có kẻ địch cường đại, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Ta nghĩ người của đế quốc Đại Tần chắc sẽ rất vui vẻ hợp tác với chúng ta. Thú Hoàng thấp giọng thở dài, nói. Kể từ giờ, đế quốc huyền thú đã thật sự gắn chặt với ngươi. Tiểu tử, ta biết ngươi là một người nặng tình, cũng biết rằng, lần này đế quốc huyền thú ta giúp ngươi, ngươi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngày sau sẽ không phụ đế quốc huyền thú ta. Chỉ là trên đời này thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Tiểu tử, ta có thể tin ngươi không? Tiền bối đã lựa chọn tin rồi, không phải sao? Dương Diệp nói.
Thú hoàng cười ha ha nói. Được, tiểu tử, ta cùng người điên lần này. Có được câu trả lời của thú hoàng, Dương Diệp không ở lại, thi triển ra cửu u kiếm vũ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất phía chân trời. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Dương Diệp hắn không phải quân tử, Dương Diệp hắn chỉ quan tâm hôm nay có thù thì hôm nay báo. Chấm. Vân Hổ Thành. Vân Hổ Thành là một tòa thành thị cách Bách Hoa Cung rất gần, cũng là một thành thị mà sức ảnh hưởng của thế lực Bách Hoa Cung yếu nhất. Lần này Lý Tư và Bạch Khởi dẫn theo hơn 30 vạn cường binh, trong đó cường giả tiên thiên cấp có 20 vạn, cường giả vương giả cảnh có gần 9 vạn, cường giả linh giả cảnh thì có 1 vạn. Mà cường giả tôn giả cảnh, cũng có hơn 30 người. Có thể nói, để đối phó Bách Hoa Cung, binh lực lần này đế quốc Đại Tần đầu nhập gần bằng nguyên môn. Tình hình gần đây của Bách Hoa Cung thế nào? Trong vương thành của Vân Hổ Thành, Lý Tư hỏi một vị tướng lãnh tôn giả cảnh trước mặt hắn. Ở bên cạnh hắn là Bạch Khởi, phía dưới thì có hơn 20 vị cường giả tôn giả cảnh. Hồi bẩm thừa tướng, Bách Hoa Cung không có dị động, nguyên môn cùng với Quỷ Tông và Băng Tuyết Cung, Hạo Nguyệt Tông đều bị Đại Tần ta bao vây, bọn họ căn bản không thể phái binh đến viện trợ Bách Hoa Cung. Thuộc hạ cảm thấy, chúng ta có thể động thủ rồi. Tướng lãnh này trầm giọng nói. Lý Tư lắc đầu, nói. Càng là như vậy, lòng ta càng bất an. Thiên Hoa Cốt Cốt đó không phải là kẻ ngu, bọn họ nếu dám dự Đại Tần ta xuất thủ, chắc cũng phải tính kế Đại Tần ta. Và lại, đại binh của Đại Tần tiếp cận, bọn họ vẫn vững như Thái Sơn, toàn bộ Bách Hoa Cung không hề loạn, cứ như lúc này bọn họ chỉ ước chúng ta tấn công lên núi vậy. Thưa tướng, nhưng chúng ta cứ tiêu hao như vậy cũng không phải là biện pháp. Một tướng lãnh trong đó lên tiếng. Đúng vậy. Bạch Khởi nói một tiếng đồng ý. Lý Tư lắc đầu, nói. Đương nhiên sẽ không kéo dài như vậy, nếu ta đoán không sai, Vương Tiễn vây công Hạo Nguyệt Tông chắc sắp chiếm được Hạo Nguyệt Tông rồi nhỉ. Đúng lúc này, không gian ở đây xuất hiện dao động, lập tức một đạo thanh âm từ trong không gian dao động truyền ra. Thưa tướng, tình hình có biến. Vương Tiễn hầu ra đi vây công Hạo Nguyệt Tông cùng với tất cả người mà hắn dẫn theo đã bị giết toàn bộ rồi, chết không rõ ràng, thám tử thuộc hạ phái đi cũng không có ai trở về. Nghe vậy, mọi người trong đại điện đều biến sắc. Phải biết rằng, Vương Tiễn là cường giả hoàng giả cảnh nhất phẩm, hơn nữa còn dẫn theo hơn 20 vị cường giả tôn giả cảnh, còn có hơn 10 vạn cường binh. Hạo Nguyệt Tông sao có thể khiến bọn họ toàn quân bị diệt? Hơn nữa tới một người cũng không trốn được. Phải biết rằng Hạo Nguyệt Tông chỉ có một cường giả hoàng giả cảnh, hơn 10 vị cường giả tôn giả cảnh mà thôi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang trời. Cơ hồ là vào chớp mắt tiếng nổ vang lên, Lý Tư và Bạch Khởi liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên vùng trời Vân Hổ Thành. Nơi ánh mắt hai người thấy được, trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh là một mảng phế tích, vô cùng ngổn ngang. Là cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ. Hai người nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng, bởi vì đối phương không ngờ có thể thoát khỏi thần thức của hai người, tới Vân Hổ Thành này một cách vô thanh vô tức. Nói cách khác, thực lực của người đó nhất định là trên bọn họ. Đột nhiên, đồng tử hai người co rút lại, thân hình lóe lên, nháy mắt đã biến mất. Ngay khi hai người vừa rời khỏi chỗ, một bàn tay to tới mấy trăm trượng xuất hiện, vỗ vào vị trí hai người đứng lúc trước. Ầm một tiếng, không gian nơi đó ầm ầm vỡ nát. Lộ ra một cái hố đen khổng lồ, qua mấy hơi thở, hố to mới được lực lượng pháp tắc sửa chữa phục hồi. Hả, không ngờ có thể né được, không ngờ nam vực này lại có huyền giả hoàng giả cảnh cỡ này. Dứt lời, một lão nhân mặc cẩm bào xuất hiện trong không trung, đứng đối diện với hai người Bạch Khởi Lý Tư. Ít nhất cũng là hoàng giả cảnh tam phẩm. Lý Tư và Bạch Khởi dùng mình, vẻ mặt ngưng trọng. Các hạ không phải huyền giả nam vực. Lý Tư trầm giọng nói, một cái thước dài màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Hảo nhãn lực. Lão nhân cười lạnh một tiếng, nói. Ta chính là cung phụng của Trung vực đế quốc Đỉnh Hãn, tên là Tư Đồ Hải. Đế quốc Đỉnh Hãn. Hai người Lý Tư biến sắc, Lý Tư trầm giọng nói. Đế quốc Đại Tần ta hình như không có xung đột và mâu thuẫn gì với đế quốc Đỉnh Hãn cả. Các hạ vì sao lại xuất hiện ở Nam vực, còn giúp Bách Hoa Cung? Hiện tại hai người đã biết chỗ dựa của đám tông môn Bách Hoa Cung và Nguyên Môn là tới từ đâu, thì ra là bá chủ siêu cấp của Trung vực xuất thủ. Chỉ là Lý Tư và Bạch Khởi nghĩ không thông, vì sao đế quốc Đỉnh Hãn tại đến giúp các tông môn của Nam vực,
phải biết rằng, những cường giả hoàng giả cảnh vượt kết giới của giới vực đều sẽ phải trả. Đắt. Trước kia thì không có xung đột, nhưng hiện tại có rồi. Tư Đồ Hải cười hắc hắc, nói. Chắc ngươi vẫn chưa biết, sáu thế lực lớn của Nam Vực, trừ Kiếm Tông ra, năm thế lực lớn còn lại đã nương tựa đế quốc đỉnh Hãn, trở thành thế lực thuộc hạ của đế quốc đỉnh Hãn ta. Đế quốc Đại Tần ngươi động thủ với bọn họ cũng động thủ với đế quốc đỉnh Hãn ta, hiểu chưa? Sao có thể như vậy? Trong lòng Lý Tư như có sóng to biển gào, giám tông môn sao có thể lựa chọn trở thành phụ thuộc của đế quốc đỉnh Hãn? Nguyên môn và cả đế quốc Đại Tần nếu đặt ở Trung Vực thì không tính là gì, nhưng ở Nam Vực, mọi người đều quen cao cao tại thượng, bọn họ sao lại lựa chọn trở thành nô tài của người khác? Và lại, cường giả của đế quốc đỉnh Hãn đang ở trước mắt này rốt cuộc làm thế nào mà đến được Nam Vực, vì sao bọn họ giống như không phải chịu ảnh hưởng của kết giới ở biên giới? Sao mà không thể? Tư Đồ Hải cười lạnh nói. Được rồi, không nhiều lời nữa, hôm nay đến đây chỉ muốn nói với các ngươi, cường giả và đại quân phệ hồn của đế quốc đỉnh Hãn ta ít ngày nữa sẽ tới Nam Vực, đại tân ngươi nếu muốn giữ mạng, giữ dại đế quốc thì đầu hàng đi, bằng không, ha ha. Các ngươi rốt cuộc là làm thế nào mà tới được Nam Vực? Lý Tự trầm giọng hỏi. Kết giới ở biên giới cho dù là cường giả hoàng giả cảnh thất phẩm cũng không thể xông qua mà không chịu ảnh hưởng. Người nhiều nhất chỉ là hoàng giả cảnh tứ phẩm, vậy mà không chỉ có thể xông qua biên giới, còn có thể không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ là kết giới biên giới đã vô dụng, đại lục lại dính liền với nhau sao? Có từng nghe về nhân hoàng kiếm chưa? Tư Đồ Hải nói. Đồng tử Lý Tư co rút lại, thất thanh nói. Nhân hoàng kiếm đã nhận chủ. Sao có thể như vậy? Đại lục sao có thể còn xuất hiện nhân hoàng chân chính, sao có thể? Nhân hoàng kiếm có rất nhiều tác dụng, một tác dụng trong đó chính là bất chấp bất kỳ kết giới và phong ấn nào của huyền giả đại lục, bởi vì nhân hoàng kiếm là đạo khí tiên thiên được sinh ra cùng với phiến thiên địa này. Đạo khí chia làm tiên thiên và hậu thiên, huyền bảo trong tay Lý Tư và Bạch Khởi cũng là đạo khí, nhưng chỉ là hậu thiên. Mà nhân hoàng kiếm này là đạo khí tiên thiên, đạo khí sinh cùng với thiên địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.